chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ngắn chú nhì ba tôi có tất cả ba người em tên nghe rất đơn giản chú nhì, chú ba chú tư người ở xa chúng tôi nhất là chú nhì chú ở tận một làng khuất nẻo bên tàu muốn đến đấy người ta phải dùng cáng len lỏi qua những khu rừng rậm của tỉnh quảng tây mênh mông từ ngày nhỏ đến bây giờ tôi thấy chú nhì tôi trước sau hai bận lần đầu trở sang tàu chú tôi mang theo vài trăm số tiền tiến hành của ba tôi tặng con người bí mật ấy dắt vào bao da thắt lưng cáu ghép số tiền kể trên một cách bí mật không kém ba tôi đối với chú có vẻ thân thiện mẹ tôi thì chiều chú cho có lệ cho ra vẻ ta là chị dâu anh tôi và tôi cũng không thích chú lắm hôm chú trở lại quê sau khi thăm chúng tôi lần thứ nhất đưa chân chú ra ga tôi hỏi chú chú cho chúng cháu tiền đi chú chú tôi sẽ cau mày im lặng cuối cùng muốn đỡ ngượng chú tôi vén áo, móc trong ví ra ra một hào chỉ đưa cho tôi. Đây cho hai đứa, để đi xe về. Tôi thoáng thấy anh hai tôi bĩu môi một cách rõ rệt. Nghe anh, tôi ngừng ngay cuộc tiễn chân lúc ấy, và không nói, không rằng, chúng tôi lần ra ngoài ga, về thẳng, để mặc chú với cái sọt quần áo to tướng. Anh hai tôi vừa đi vừa lầu nhầu. Thế mà mình cứ tưởng bở, ít nhất mỗi đứa cũng được giam đồng, nếu biết cung bực này thì thèm vào mà đi đưa, thêm tốn công. Tôi vớ lấy dịp, hỏi luôn anh, "Còn đồng hào đây, anh cho em nhé." Anh tôi sực nhớ ra, bảo tôi, "Để mua chuối tiêu ăn chung." "Ơ, ừ, sao anh bảo anh không thèm?" Từ đấy, chúng tôi có những ý nghĩ không tốt về một phần cái đại gia đình mất tâm trên giải đất Trung Quốc. Chúng tôi yên trí rằng chú hay bác, cậu hay mợ tất cả cũng chỉ là những người keo kiết như nhau, như chú nhì của tôi, không hơn, không kém. Duy có anh cả tôi là phục chú lắm. Chú tôi, dưới mắt anh, là một thi sĩ, một văn nhân. Chú thuộc lòng tứ thư, ngũ kinh, và điều này mới thật lạ, nhưng đúng là chú lại thông thạo đủ các môn võ nữa. Chú có thể, vẫn lời anh cả tôi, nhảy vút qua một cái nóc nhà chót vót, với một cái gậy tre, với hai cái vỗ vào đôi mông thực mạnh người chú quý hóa của tôi đã từng chống chọi với một toán cướp sáu người chú thắng trận nhưng bị tẹt một bên mũi chú nhì không có tài làm giàu như ba tôi không thảo tiếng pháp như ba tôi nhưng về kia lượng hút thuốc phiện người trên chưa chắc đã thua gì người dưới chú hút mỗi ngày hai ngao thuốc phiện chất nhựa đen âm ỉ trong người chú làm sạm thêm những mưu mô càng ngày càng sâu sắc tôi không tin mấy cũng không tin rằng con người hóc hiểm như thế lại có thể là một thi sĩ được thi sĩ, tôi đoán những người ấy phải hiền lành, ngây ngô và liều lĩnh. Đằng này, chú tôi nghĩ rất chín, làm rất lẻ, giấu tiền vào hầu bao đến không một ai liếc thấy được. Năm 30 tuổi, chú tôi hỏng tú tài tam trường. Chú bực dọc về nằm thở dài giữa bốn bức tường xây bằng thứ đá tảng, bắt con cháu cung đốn thuốc phiện, để nghĩ thơ. Thơ đây không phải thơ của Lý Bạch, nhưng là thứ thơ áp dụng theo thể cân đối, áp dụng trong những công việc đình đám, vui mừng hay ma chay và chú tôi, Trung Quy, chỉ là một người viết mướn. Gia đình tôi, trừ ba tôi và cả anh tôi là những người đã ở lâu năm bên tàu, không một ai biết tường tận về những người thân thích xa xôi hết. Họ như lìa hẳn chúng tôi, bởi họ cách xa chúng tôi quá. Đôi lúc, cái gia đình ở bên kia trùng dương lại gửi sang, để đánh thức tình thân ái của chúng tôi dậy, một vài người, một vài chú nhì. Nhưng khốn nỗi, những người này lại bí mật, rẻ rặt quá thành ra tôi sống để chỉ nhận biết có ba mẹ tôi anh hai tôi và quá ra vài người gần nhất tôi chưa từng chiêm bao thấy khuôn mặt nào ngoài những khuôn mặt kể trên tôi thường được nghe ba tôi thuật lại cái vị trí hùng dũng của gia đình tôi ở bên tàu một căn nhà rộng lớn với một khu vườn mênh mông bao vây chung quanh là một thành tường chắc chắn dày gần nửa thước thêm nữa trong nhà tôi lại có hai khẩu súng ba tôi kể thêm rằng nhà tôi không bao giờ bị cướp vì linh hồn cụ tôi chết rồi mà vẫn còn hống hách thường báo mộng về cho con cháu và hứa giữ gìn của cải trong họ nhưng dẫu có lời nói đáng tin được của ba tôi vài năm sau chúng tôi vẫn được tin quân cách mạnh đến chiếm đóng căn nhà ấy như thường hai khẩu súng treo bên cạnh bàn thờ cụ tôi hôm ấy tai ác lại không nổ được một phát nào chúng nó câm vì biết cái thời kỳ làm quan của cụ tôi đã hoàn toàn bị trả lại cho đất nước trung hoa căn nhà ấy mãi sau chú nhì tôi mới tu sửa nó lại để làm chốn nương thân. Sửa nhà xong, chú tôi nghĩ đến cách sang Việt Nam thu tiền của ba tôi về, như tôi vừa thuật trên kia. Họa hoẳn, chú mới viết thư sang thăm ba tôi, bức thư có phong bì gạch đỏ, trên ấy tháo một hàng chữ như rồng bay. Đó là một chút lòng gửi vào trong không gian, rồi mặc cho gió cuốn, sau ba tháng, hay bốn tháng cũng không chừng, lạc lõng đến tay chúng tôi, rách, nhầu, thảm đạm. Tôi thấy ba tôi ái ngại đọc những dòng chữ đó, đọc xong bút thư dưới khay đèn, rồi không nói cho ai biết hết. Anh tôi bảo tôi. Anh biết chú nhì cha hỏi thăm ai đâu, chú ấy chỉ tiên. Cái con người ấy chỉ tiền thật, rồi tôi đoán trả chóng thì chảy, chú tôi sẽ lại sang đây, lại về, rồi lại sang nữa. Có điều tôi chắc chắn nhất là không bao giờ chúng tôi đưa chân chú ra ga nữa. Tôi tâm niệm, cầu khẩn cho chú đừng sang, vì thấy chú sang, chả sao, tôi cũng hơi ghét chú cách đến một năm ba tôi mất hai cái dây thép đánh về quê báo tin buồn đều bị quay trở lại anh cả tôi viết tiếp theo hai cái thư nữa nhưng vẫn không thấy trả lời một năm rồi hai năm rồi đến ngày tôi học lên lớp nhỉ mẹ tôi đổ rằng nhà chúng tôi ở nơi xa kia không còn ai nữa mà có còn thì chắc cũng lang bạt xa xôi sự ly tận mãi đến thời kỳ ấy mới khiến lòng tôi buồn bã tôi gợi lên cái bóng người gầy yếu năm xưa và tình thương mơ hồ đi qua không gian, đánh thức lòng nhớ mong của tôi lần đầu tiên và cũng là lần sau hết. Tôi buồn giàu bảo anh hai tôi. Chú nhì hình như chết rồi, anh ạ. À. Anh tôi lạnh lùng. Chú ấy còn sống nhé, sống để rồi mang tiền về tàu, rồi cho một hào trị. Lòng tôi nghe văng một thứ gió âm u của miền sa mạc Mông Cổ, trôi qua Thiểm Tây, Cam Túc, luồn vào những khu rừng không tên của hai tỉnh lưỡng quảng vượt trùng dương sang tôi, như tiếng thở dài não nùng của những linh hồn phiêu bạt. Không hiểu sao, lòng tôi rưng rưng. Tôi không yêu chú tôi thật, nhưng có cái gì, cái gì sao xuyến, huyền ảo, đã khiến tôi bâng khuâng, và tôi nhận ngay trong đó tình yêu giống nòi, gia đình, hòa lẫn với tình yêu đất nước. Trong khi tôi buồn rất hão hờ, anh tôi vẫn nhất quyết. Đấy rồi xem, chậm lắm là vài tháng nữa, chú ấy lại không lò mò sang hay sao? Vài tháng sau, chú tôi sang thật, lần này, với thêm một chiếc vali, thêm một vài nét sung sướng trên mặt. Tôi đang ngồi xếp bài tam cúc chơi, thấy chú liền reo lên. Chú nhì đã sang đấy, mẹ ạ. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra, khi thấy chú, thì mếu máu. Anh mất rồi, chú ạ. À. Tôi chợt thấy như một tà thuật, ánh sáng sung sướng trên mặt chú tôi sầm lại. Trăm phần trăm đó là sự thất vọng, mà không phải lòng thương trắng trơn chú tôi yên lặng ngồi trên ghế, yên lặng tính toán. Mãi sau chợt nhớ ra là chưa đến thắp hương ở bàn thờ ba tôi, chú tôi nói để đỡ ngượng. Đâu, bàn thờ anh đâu, chị? Sau khi nghiêng mình ba cái trước linh vị của ba tôi, con người ấy bắt đầu đưa mắt nhìn ra xung quanh. Anh hai tôi, từ lúc nào, không thấy bén màng gần đây. Mẹ tôi ngồi tiếp chuyện chú, kể lể cảnh nhà xa suốt trong ít lâu nay. Tôi thấy đôi phen chú tôi cau mặt lại ngẫm nghĩ, chú không hỏi thăm chúng tôi, không hỏi thăm ai hết. Mãi đến trưa, lúc mẹ tôi đi đâu vắng, chú yên lặng lại bên tôi, hỏi bằng một thứ giọng hết sức rè rặt của người sợ lộ chuyện bí mật. Cháu này, cái ấy đâu rồi? Vừa nói, chú tôi ra hiệu bằng cách nắm tay để trước miệng. Tôi ngơ ngác không hiểu. Chú phải hỏi rõ. Cái dọc tàu của ba cháu ngày xưa ấy mà. Tôi lắc đầu. Cháu không biết, hình như mẹ cháu bán đi rồi hay sao ấy chú tôi thở dài một cách não nuột. Hoài của, cái dọc tẩu hơn ba mươi năm. Nói đoạn chú tôi thẫn thờ lại lục đống hành lý, một cái chăn bông, vài bộ quần áo đựng trong cái sọt mây và chiếc vali, lấy ra cái hộp sắt tây đựng những viên gì con con. Chú tôi sai tôi rót một tách nước trà, ngậm thuốc trong miệng, rồi nuốt đi. Tôi ngây thơ hỏi chú. Chú đau bụng à? Mẹ cháu có thuốc đấy, để cháu lấy cho nhé. Chú tôi lắc đầu. Rồi lại nằm ở giường, mơ mộng. Tôi biết không hỏi chú thêm được điều gì nữa, nên chạy ra tìm anh tôi mà bảo. Anh ạ, à, chú nhì đau bụng đấy. Anh tôi ngạc nhiên. Thật à? Em thấy chú tiêu mấy viên thuốc gì đen đen với nước. Anh tôi vụt cười. Mày rốt lắm, chú ấy nuốt sái thuốc viện đấy. Nhà ta làm gì còn giàu như ngày xưa để lúc nào cũng có bàn đèn trong nhà. Chú tôi sống như ma xó chú lặng lờ đi hết và buồng lại ra vườn mắt như tìm một thứ gì óc như suy một điều gì quang cảnh nhà tôi đã buồn bóng con người bí mật ấy hắt lên cái váng tàn lại càng làm hẳn rõ nỗi yếm thế vây bọc chúng tôi mẹ tôi biết ý chú nên đi mượn một cái bàn đèn về quả nhiên chú tôi hơi vui thật đôi mắt thâm và sâu của chú long lanh lên khi thấy cháy ngọn lửa con thân yêu khi thấy bén mùi nhựa dễ chịu nhà tôi từ đấy đỡ được ít phần tịch mịch Tuy chịu thiếu thốn thêm ra, vì mỗi ngày mẹ tôi phải chạy vài hào chỉ thuốc viện cung chú. Một hôm, tự nhiên tôi thấy mất chú nhì. Tôi chạy ra vườn rồi lại lên nhà, tôi lại ra vườn. Sau hết, ghé mắt nhìn vào chuồng tiêu, tôi vẫn không thấy con người kỳ dị ấy. Tôi dối giết bảo mẹ tôi. Chú nhì không biết đi đâu rồi, mẹ ạ, hay là chú ấy bỏ về tàu? Mẹ tôi lạnh lùng. Dễ mà về được, ai cung cấp thuốc viện cho? Khi tôi chạy ra đường, thì gặp chú Đương đi lẩn lút ở một phố huyện vắng, mồm nhai nhồm nhòm, và tay cầm một quả chuối bóc dở. Tôi đứng lại, lắc đầu nghĩ thầm. Cứ thế này rồi còn khá chán. Chú tôi ăn xong chuối, dở đến gói kẹo lạc lấy ở hầu bao ra. Tôi đi rình theo sau, nhưng vì vô ý bước mạnh quá, làm chú quay lại. Tôi hỏi chú trước. Chú đi đâu đấy chú? Sao chú không rủ cháu đi cho vui? chú tôi ngậm ngay miếng kẹo lại nói rất mau vì sợ nó rơi đi chơi tôi không có ý nghĩ xin kẹo của chú vì tôi biết có xin chú tôi không cho là thường ai cấm được người nghiện tham ăn cũng như ai nỡ trách người nghiện lười tắm anh hai tôi ghét chú tôi là có lý lắm cái lý ấy mãi đến bây giờ tôi mới tìm ra chú tôi còn sống với chúng tôi ngót một tháng nữa và sau khi nhận biết là vốn liếng nhà tôi không còn gì chú mới ngỏ ý trở về mẹ tôi hốt hoảng giữ lại ấy chết chú ở chơi với các cháu ít lâu nữa đã giọng mời của mẹ tôi rất thành thực là vì người chắc rằng chú tôi thế nào cũng hỏi một món vãng phí lớn chú tôi bảo chị có định cho thằng út về tàu với tôi không mẹ tôi lắc đầu chú tính về làm gì cho thêm tốn kém để sau này lớn lên nó sẽ tìm cách về thăm nhà cũng được chú tôi được dịp tiếp theo khôn khéo cũng trả tốn mấy từ đây đi Hải Phòng mất độ 14 đồng, kể cả tiền ăn uống. Từ Hải Phòng đi móng cái rồi đáp thuyền buồm về tất cả độ 50 đồng. Tôi thấy mẹ tôi có vẻ lo lắng. Những 50 đồng kia à chú? Thế là hà tiện, hoang gia, vài trăm. Từ đấy, chú tôi vừa nằm hút thuốc phiện, vừa đợi món tiền vãng phí lớn kia để về tàu. Mẹ tôi thì chạy ngược, chạy xuôi, hết mắng đầy tớ, lại đến gắt với chúng tôi. Đôi lúc, chú tôi đỡ ngang dọc tẩu mắt lim dim tai hướng cả xuống dưới nhà hỏi tôi mẹ cháu làm gì mà gắt dữ thế tôi đáp mẹ cháu mấy hôm nay hình như buồn giàu nên gắt luôn tôi thấy chú đặt dọc tẩu lại chỗ cũ chép miệng việc gì mà phải buồn cứ đưa ra là hết chứ gì tôi biết chú nóng ruột lắm mà mẹ tôi thì cứ dùng rằng nửa tháng sau số tiền vãng phí mới dồn đủ chú tôi tiếp lấy tiền khẽ thở dài còn anh thì làm gì đến nỗi chật vật như thế này mẹ tôi chiêm vào phải còn anh thì đã chẳng phải chạy trọt thế từ hôm được tiền cho đến hôm ra về chú tôi không cần nói chuyện với tôi nữa mỗi lúc tôi có mon men lại với chú thì chú bảo nhẹ đi ra ngoài chơi không nóng chết hôm ra đi chú tôi xét lại hành lý và các vật dụng rất cẩn thận đến khi thấy rằng mọi thức vẫn y nguyên chú tôi chào mẹ tôi và chúng tôi. Chị ở lại nhé. Các cháu nữa, cháu ngoan, rồi bao giờ chú sang, chú mua bánh cho. Mẹ tôi bận không ra ga được, nên sai anh hai tôi và tôi đi tiễn. Hai chiếc xe gỗ lăn bánh trên con đường kế quan, qua cánh đồng, rồi đến ga. Chúng tôi chia nhau ngồi làm hai toán, chú tôi với cái sọt và chiếc vali, anh tôi với tôi. Tôi lắng tai nghe từng tiếng bánh gỗ, long lở và rời rạc như cái thanh thế đã đến lúc tàn của nhà tôi. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi tạt qua cánh đồng, cùng lúc đem theo lên một nỗi gì như xa xôi, bát ngát. Chú tôi, lúc ấy, đã kéo sụp chiếc mũ dạ tảng xuống để che ánh nắng chiều vàng vọt và hình như khe khẽ thở dài. Tôi hỏi anh tôi, để chế bớt sự im lặng nặng nhọc giữa ba người. Sao anh bảo anh không thèm đi tiễn chú nhìn nữa kia mà? Anh tôi nói rất ơ hở, nhưng rất ý vị, trước khác, bây giờ khác. Bây giờ ba chúng mình đã mất rồi. Bây giờ ba chúng tôi đã mất rồi. Cái người chú kia, dẫu keo kiệt, dẫu hóc hiểm, nhưng là cái bóng tàn còn sót lại ở một chi họ gần nhất và cũng bắt đầu xa nhất của chúng tôi, như bóng chiều dần tan trên cánh đồng rộng rãi. Lần đầu tiên, khói tàu hỏa che lấp bóng chú nhì, ngừng lại trong mắt tôi, lâu lắm. Quý vị và các bạn thân mến! Chương trình kể chuyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu tới các bạn câu chuyện chờ động đất. Mời các bạn cùng nghe. Thoạt tiên anh thấy đầu mình đung đưa nhẹ nhẹ. Lại thế rồi. Anh thoáng nghĩ. Nó lại đến. Nó tức là cơn thiểu năng tuần hoàn não. Gọi nôm na là thiếu máu lên não. Nó lại đến. Mới hai tháng trước, anh bị một cơn thiếu máu não quật ngã nằm đo đất. Đúng là đo đất đang đứng trong nhà bỗng nhiên thấy hơi chóng mặt hơi váng vất hơi đung đưa ngất luôn mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên nền nhà bây giờ anh đang thấy lại cảm giác ấy hơi choáng váng hơi đu đưa hơi quay cuồng đầu hơi lắc lư một tí như báo hiệu sắp ngã nó lại đến anh thoáng nghĩ phải giảm bớt chấn động cho cú ngã vội vàng hạ cái đầu xuống vội tì chán lên bàn phím cái máy tính. Bảo đảm nếu có ngất thì cũng chỉ là cú gục đầu xuống máy tính chứ không bị ngã xuống nền nhà. Nhưng anh không ngất, mà lại nghe cánh đồng nghiệp lao sao rồi xô nhau chạy ra khỏi phòng làm việc. Ai đó hô lên một tiếng nghe như là chạy đi. Chạy đi, dầm dập chạy ra hành lang, hỏa hoạn hoặc cháy nổ gì đó. Vậy là không phải một cơn thiếu máu não mới vậy là không ngất. Mà chỉ có lựa chọn tức thời là chạy hay không chạy. Cánh đồng nghiệp đã chạy như vịt cả rồi. Xô nhau chạy xuống theo lối thoát khẩn cấp. Lúc này, ai dám chạy vào thang máy nữa? Tầng 12 chạy xuống đất, hơn 200 bậc cầu thang, đâu có ít. Nhưng cuộc chạy tập thể cuốn người ta đi, nỗi hoảng sợ bao trùm đẩy người ta đi, không còn ai nghĩ đến chuyện mỏi gối tê chân, anh chạy qua một cô gái ngồi thụp xuống vồ lấy chiếc giày màu đỏ vừa tuột khỏi chân lúc này còn guốc dép gì lại thoáng thấy một chàng cõng một nàng chạy xuống nốt mấy chục bậc cầu thang bồng bồng cõng chồng đi chơi đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng đây thì một thằng bồng bồng cõng một con phải là vợ chồng mới cưới nó mới cõng nhau như thế cũng có thể là bạn trai bạn gái sau cuộc chạy loạn này thì cú bồng bồng có thể khiến chúng nó lấy nhau thì ra là động đất anh từng ở những nước mỗi ngày một trận động đất ở bên trung đông ở đảo quốc giữa biển vùng đông nam á đừng nghe mỗi ngày một trận động đất mà hoảng đất nước rộng mênh mông hôm qua một trận ở miền đông hôm nay một trận ở miền tây ngày mai miền bắc ngày kia miền nam hàng nghìn trận yếu mới có một trận mạnh ở bên ấy họ xây nhà cao tầng khung nhà toàn thép dựng một cái khung thép thành hình một cái tòa cao ốc hoàn chỉnh giữa trời dầm ngang cột dọc đều bằng thép sau cùng trong cái khung nhà thép ấy người ta mới lắp tường vào xây dựng chu đáo thế đâu được như ở ta khéo mà ăn bớt ăn xén vật liệu hoặc vật liệu dởm nước láng giềng chỉ vài cơn chấn động trung bình thì biết mặt nhau ngay ở bên ấy hàng nghìn trận yếu mới có một trận mạnh, thông thường chỉ là một cơn rung lắc nhẹ nhẹ như kiểu chóng mặt. Cái lần ngã ngất vì thiếu máu não, trong khoảnh khắc trước khi ngã xuống, anh đã tưởng giống như hồi nào bên Trung Đông ở cái nơi mỗi ngày một trận động đất, rung rinh, lung lay, lúc lắc nhẹ nhẹ mấy giây rồi thôi, tưởng động đất hóa ra thiếu máu não. Còn bây giờ tưởng là thiếu máu não hóa ra động đất. Cánh văn phòng chạy xuống đất, rồi ùa hết cả ra trước các tòa nhà. Tiếu tít hí hừng như thoát chết, cười nói bô lô ba la chuyện trò nở như ngô giang. Đám thanh niên nhún nhảy co duỗi đôi chân vừa phải huồng hết cỡ qua mấy chục tầng nhà. Tổn hại là vài ngày tới cơ bắp sẽ đau nhức vì vận động bất thường. Tổn hại nặng nhất là cô giày đỏ đôi giày hàng hiệu mấy chục triệu giờ một chiếc gãy gót. Cô ngồi phệt xuống vỉa hè, một tay sách đôi giày, một tay cầm cái gót giày đã rời ra, lòng oán hờn cái trận động đất bất ngờ gây thiệt hại nặng nề cho một mình cô. Sao thành phố ta lại có động đất nhỉ? Không phải. Trận này động đất ở trên miền núi. Đúng theo hiệu ứng cánh bướm, tâm chấn ở giữa rừng núi mà các tòa cao tầng ở đây lúc lắc mới chỉ động đất tít trên miền núi mà thành phố ta đã thế mà ngay cả thủ đô hà nội đừng nghĩ là không có động đất nó ở ngay trên đới đứt gãy sông hồng trong lịch sử đã từng có động đất và đới đứt gãy có dấu hiệu hoạt động trở lại ở thời hiện đại đấy là lời khẳng định của bạn anh một nhà địa chất học ông địa chất ấy từng cảnh báo nguy cơ trong những bài báo và những công trình khoa học từ vài chục năm trước bài báo gửi đi báo không đăng, công trình gửi đến cơ quan chức năng chỉ nhận được sự im lặng. Chắc nói chuyện địa chất thì được nhưng kèm vào đấy cái cảnh báo thì giống như đang ngồi trên xe cạnh ông lái mà lại bô bô kể chuyện tai nạn giao thông. Ông địa chất vẫn kiên trì không mệt mỏi, lúc nào và ở đâu ông cũng nói về đấy đứt gãy sông Hồng. Với nhiều người, cơn thiếu máu não chỉ là động đất, với nhiều người khác động đất chỉ là cơn thiếu máu não anh đi công tác đến một đảo quốc láng giềng ở phía nam thái bình dương lại đến đúng kết tỉnh vẫn còn áp dụng luật tôn giáo chưa cần đến luật pháp chính quyền tội phạm có thể được đưa ra xét xử ngay trong phường trong xã ăn cắp một con dê của hàng xóm chẳng hạn tòa án nhân dân được lập ra ngay trong phường trong xã cứ luật tôn giáo mà xử đánh ba chục roi ăn cắp không bị chặt tay như ở một nước bên trung đông nhưng ba chục roi cũng đủ phải bỏ lê bò càng. Anh làm việc một buổi với tập đoàn xuất nhập khẩu địa phương thì được biết chiều nay có một phiên xử ở sân vận động thành phố. Một cặp trai gái bị tóm sống khi nàng mò đến căn phòng của chàng. Lực lượng cảnh sát đạo đức được mật báo, ập đến phá cửa sông vào bắt quả tang. Trai chưa vợ gái chưa chồng, nhưng vấn đề ở chỗ cặp ấy không phải là vợ chồng. Giở kinh thiêng ra thì tội gian dâm phải xử mỗi đứa 50 roi. Trừng phạt công khai, roi quất công khai, ở nơi mọi người đều có thể nhìn thấy, để lấy đó làm gương. Dân chúng có thể đến xem, người nước ngoài có thể đến xem. Coi như đến sân vận động xem một trận bóng đá mà thôi. Anh tỏ ý muốn đi xem, cô đối ngoại của tập đoàn vui vẻ đồng ý dẫn anh đi cô đang chưa biết tìm chỗ nào để tham quan lấp chỗ chống chương trình cho anh cô đối ngoại thu xếp cho anh ngồi ở khán đài a ở giữa sân bóng người ta dựng một cái sàn gỗ trông như sân khấu nhỏ hai kẻ có tội và người trừng phạt sẽ xuất hiện trên cái sân khấu nhỏ ấy cuộc trừng phạt sẽ diễn ra trên cái sân khấu nhỏ ấy bốn phía khán đài một vạn người đều sẽ trông thấy rõ mồn một, một đám người ngồi xung quanh thỉnh thoảng lại hô khẩu hiệu và đánh trống in tai nhức óc. Dầm 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 dầm, đúng kiểu đi cổ động bóng đá. Nhưng khác với cổ động bóng đá là họ còn được phép mang vào sân những tấm pano biểu ngữ cổ vũ đạo đức truyền thống. Dầm dầm, trinh tiết là đức hạnh. Dầm dầm, trinh tiết cho hôn nhân. Dầm dầm, gian dâm là địa ngục. Khẩu hiệu dương lên khẩu hiệu hô lên chống thúc rầm rầm những mặt người vừa hô vừa cười hoan hỉ những mặt người hừng hực dục tính hôm nay hô mà ngày mai có thể chính họ bị bắt và bị giải lên cái sân khấu nhỏ kia vị trí có thể bị hoán đổi mặc kệ chưa bị bắt là chưa có tội chưa bị bắt là có quyền đánh chống hô khẩu hiệu và xem lai like sâu nhưng anh không được xem lai like sâu Quá giờ rất lâu mà phiên xử vẫn chưa bắt đầu. Quá 30 phút. 40 phút. Một tiếng. Một tiếng 23 phút. Đến một tiếng 23 phút thì hệ thống loa trong sân vận động tiếp âm thông tin từ đài truyền thanh thành phố. Cơ quan dự báo thiên tai thông báo khẩn cấp một trận động đất có thể sắp xảy ra ở khu vực thành phố, dự báo động đất có thể trên 7 độ dích tè thông báo cũng khuyến cáo mọi người tránh xa các nhà cao tầng, tránh xa bãi biển, hồ nước, đến tạm trú tại các công viên các bãi trống, theo dõi cập nhật tin tức qua radio và các ứng dụng điện thoại. Vụt một cái, đám người trên các khán đài xô nhau chạy xuống lòng sân bóng. Vốn là cư dân ở xứ động đất, không ai có kinh nghiệm phòng tránh động đất hơn họ. Không còn một mống người trên các khán đài, nếu động đất trên 7 độ Richter, khán đài có thể sẽ sập. An toàn hơn cả chính là lòng sân bóng, nơi có một khoảng không rộng lớn và không có mái che. Họ đứng ngồi chen trúc trên sân bóng, chuyện vãn và chờ. Chờ động đất. Cô đối ngoại tất nhiên đã dẫn anh chạy xuống sân, đứng gần cái sân khấu nhỏ nơi đáng lẽ đã diễn ra phiên tòa và trận đánh đòn trừng phạt Họ ngóng lên cái sân khấu trống không như thần dân ngóng lên cái ngai bỏ trống, mong có một bậc minh quân sẽ bước lên ngồi vào đó. Chờ đợi, mấy kẻ nghịch ngợm đã nhảy lên sân khấu và diễn một vở kịch cương về trận đòn trừng trị kẻ có tội. Hai gã trai quỳ xuống đóng giả làm cặp trai gái bị bắt quả tang. Một gã dâu dìa cưa bắp đóng vai người trừng phạt, trong tay là một chiếc roi tưởng tượng gã cứ thế mà quất vun vút xuống lưng hai kẻ đang kêu khóc trí chóe. Đấy chính xác là cảnh đánh đòn anh nhạc. À, cô đối ngoại bảo. Cô thuyết minh để miêu tả cụ thể hơn màn kịch đang diễn ra trên sân khấu. Người ta giải hai kẻ trai gái lên sàn gỗ. Chúng mặc bộ quần áo rộng lùng thùng kiểu áo tù. Màu trắng, quần áo tù không phải màu trắng nhưng quần áo của tội nhân bị đánh đòn bao giờ cũng màu trắng không ai biết ý đồ thật sự của người đầu tiên quyết định áo tội nhân phải là màu trắng nhưng một điều chắc chắn là sau trận đánh đòn lưng áo của tội nhân sẽ đầm đìa máu đỏ máu đỏ be bé bét trên nền vải trắng hai chục roi trở lên là đủ cho chúng ngất đi bước lên sàn gỗ bằng đôi chân mình nhưng khi xuống thì phải cáng xe cấp cứu đèn đỏ quay cuồng nhấp nháy chờ sẵn để đưa đến bệnh viện tòa án tôn giáo ông trưởng phường hoặc trưởng quận lên tuyên bố lý do và huấn thị một bài về đạo đức tôn giáo cán bộ chấp pháp dân vệ lên truy vấn hai kẻ tội đồ về tội lỗi chúng đã mắc phải ông trích dẫn các điều khoản trong kinh thiêng về việc trừng phạt tội dâm tà cuối cùng đến phần việc của người đồ tể đồ tể chỉ là cách gọi chứ trong tay ông ta không có dao mổ thịt đâm thọc chém chặt. Chỉ là một chiếc roi mây, không phải cây mây to mà là những sợi mây nhỏ tết lại theo hình đuôi sam của bọn con gái. Những sợi mây rất dẻo bện xoắn lại với nhau, quất vào đến đâu thì thít chặt ra thịt, roi quấn chặt vào đấy trước khi dứt ra có thể lôi theo từng lằn thịt. Từng sợi thịt như chiếc đũa đã bám chặt vào bên trong lần áo vải. Sau trận đòn, chiếc áo dính những sợi thịt khô được gửi về cho kẻ tội đồ để chúng nhìn đấy mà khắc cốt ghi tâm suốt đời. Trận đòn trừng phạt không diễn ra, trận động đất dữ dội cũng chưa đến. Chỉ thỉnh thoảng mặt đất dùng mình khe khẽ, chỉ có thể cảm thấy như một cơn váng vất của người bệnh thần kinh, rung rinh, lung lay, lúc lắc, nhẹ, nhưng không ai hỏi được ông trời rằng mấy cái lay lắc nhẹ ấy có phải là dạo đầu cho một trận trời long đất lở. Cô đối ngoại kể rằng 14 năm trước, một trận sóng thần quét sạch cả thành phố. Động đất ở ngoài khơi gây ra sóng thần. Biển ập vào cuốn trôi hai vạn người đang ngủ. Trong bảo tàng, thảm họa kép bây giờ vẫn còn lưu giữ một chiếc đồng hồ treo tường mặt tròn của nhà ai đó. Kim giờ và kim phút dừng lại lúc 4 giờ 34 phút sáng chính xác lúc trận sóng thần ập vào thành phố, đồng hồ chết lại ở thời khắc ấy. Anh bất giác nghiêng tay xem đồng hồ, 17 giờ 41 phút. Nói dại nếu có gì xảy ra lúc này thì người ta có thể tìm thấy chiếc đồng hồ trên tay anh dừng lại đúng giờ phút ấy. Trận động đất chưa đến, nó có thể đến vào bất cứ lúc nào. Đám cổ động viên không còn đánh trống và hò hét hô khẩu hiệu nữa trận nắng quái chiều hôm tranh trách phía Tây khiến họ phải lấy pano biểu ngữ ra che đầu. Trình tiết là đức hạnh. Trình tiết cho hôn nhân. Gian dâm là địa ngục. Trẻ tất. Đội lên trên đầu. Thôi thì cũng đỡ được cơn nắng gắt. Họ đã lao vào một cuộc thi gọi điện thoại cho người thân. Truy cập vào các trang dự báo động đất. Cô đối ngoại đã gọi được cho người nhà. Họ cũng đã chạy ra được quảng trường rộng ở gần đấy ra được bãi trống là tạm yên tâm đứng chán rồi ngồi rồi nằm thỉnh thoảng loa lại cập nhật cảnh báo và khuyến cáo đã gọi là dự báo thì không có điều gì chắc chắn đài mà báo bão thì mưa nó mà báo nắng thì chưa có gì kinh nghiệm ở một đất nước mỗi ngày có một trận động đất khiến người ta có thể quen nhờn nhưng khi được cảnh báo thì có ý thức thận trọng đề phòng chiều tối chính quyền cho xe chở thực phẩm chạy đến các tụ điểm lánh nạn các lối đi vào khán đài quanh sân vận động trở thành nơi phát thực phẩm mỗi người được phát một chiếc bánh mì và một chai nước anh nhận được một suất. đến lượt cụ đối ngoại thì hết bánh người ta hẹn sẽ trở lại sau hai người chia nhau một chiếc bánh mỗi người nửa chiếc lại còn triết lý đùa với nhau rằng nửa chiếc bánh mì là một nửa sự thật mỗi người được một nửa sự thật, nguyên văn nửa chiếc bánh mì là bánh mì nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. người nhà cô đối ngoại lại nhắn tin đến chỗ quảng trường lánh nạn, người ta đang bê bếp ga xong chảo ra đun nấu tự túc, khói lửa tung bừng. trong sân vận động này tình trạng cách ly khiến người ta chỉ biết đứng ngồi rồi nằm, ăn xong lại nằm, la liệt như xếp cá trên cái sân rộng mênh mông cô đối ngoại lại kể trận sóng thần 14 năm trước. Biển đổ ập vào bờ nhoáng nhoàng rồi rút đi ngay. Người ta đi thu nhặt thây người xếp vào sân đền thờ. Cũng la liệt như xếp cá thế này. Anh thầm nghĩ đới đứt gãy sông Hồng nó chưa hoạt động trở lại. Nói dại ngày nào đó con rồng đất quẫy lộn lên thì một cái bãi trống để xếp cá như thế này cũng chẳng có. Đất đô thị là đất vàng. Các phường các quận không còn một chỗ nào được giữ làm bãi trống hở ra chỗ nào trống là đám lý tài mắt cú vọ, đứng ngồi không yên, phải nhanh chóng lấp đầy bằng các tòa nhà cao tầng. Các khu chung cư cứ việc xây san sát những tòa nhà mấy chục tầng, trong và ngoài chung cư không có lấy một công viên lớn, không có lấy một bãi trống. Chạy tuốt từ tầng 30 xuống đường, cứ cho là chạy kịp, nhưng xuống đường thì không một bãi trống là nơi có thể tạm tránh động đất. Không một bãi trống, chạy bốn phương tám hướng thì chỗ nào cũng là nhà cao tầng đổ ập xuống đầu suốt đêm ấy anh ngồi chờ trong sân vận động đúng hơn là nằm chờ cô đối ngoại mệt quá cũng nằm xuống bên cạnh cô và anh người làm công tác đối ngoại của tập đoàn người đi tìm đối tác kinh doanh mới đặc thù công tác chưa bao giờ khiến họ phải lâm cảnh màn trời chiếu đất như thế này đúng là lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu trong đêm hình như có lúc mặt đất lại rung lắc, nhưng cái rung lắc chưa đủ gây hoảng loạn trong đám kẻ nằm người ngồi. Sáng ra thì lệnh phòng tránh được hủy bỏ, một cơn gió mát tràn qua sân bóng đem đến sự sảng khoái, làm tan biến nỗi phập phồng lo âu. Người ta đổ ra khỏi các cửa khán đài như vừa xem xong một trận bóng ban đêm, tươi tỉnh hoan hỷ mấy kẻ mang chống cái chống con lại thi nhau dáng vào bộ gõ như thể đội nhà của họ vừa đá thắng. Biểu ngữ đã vớt lại la liệt trong sân. Trong đêm, những tấm biểu ngữ pano đã được lót nằm thay chiếu. Anh ký được biên bản ghi nhớ tiếp tục hợp tác. Một chuyến công tác được coi là thành công, nhưng đồng thời lại có cảm giác thiêu thiếu. Người ta nói đảo quốc này có hai đặc sản, một là đánh đòn tội phạm bằng roi mây công khai trước dân chúng hai là động đất đến đây mà chưa tận mắt thấy hai thứ ấy thì cũng coi như chưa đến cả hai thứ ấy anh chỉ mới suýt nữa được chứng kiến chỉ một chút nữa thôi nó đã đi lướt qua anh hay là anh đã sượt qua nó chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn đứa con nuôi thế nào cháu đã mỏi chân chưa cư, chủ nhiệm chính trị nông trường dừng lại hỏi rất âu yếm đứa con gái chừng 13, 14 tuổi đi sau anh vài bước. Đứa bé hai tay sắn lấy quần, chăm chú tránh mấy vũng nước, rồi ngẩng lên, ngước đôi lòng đen rất sáng nhìn người hỏi. Mới đi được có mấy bước bác đã sợ cháu mỏi chân. Có bác mỏi chân thì có. Cư để cho đứa bé đi trước mình, nhìn cái dáng nhỏ nhắn của nó cứ trao đi trao lại trên mặt đường nhảy nhụa bùn vì cơn mưa đêm trước lượt vải chiếc áo sơ mi nâu may quá rộng trườn qua trườn lại trên cái lưng rất ngắn, một mái tóc cắt đến gáy cún cỡn. Hai cái bụng chân rất gầy, tất cả cái vẻ đằng sau của đứa bé sao mà tội nghiệp và trái tim cử như bị thắt lại vì những ý nghĩ thương xót. Quê nó ở Hà Đông, bố mẹ đã hy sinh trong kháng chiến, từ đó nó đi ở cho hết nhà này đến nhà khác. Cuối cùng theo vợ một đồng chí cán sự ở châu lên Điện Biên, giúp đỡ chị ấy khi sinh nở. Nó đã ở với gia đình nọ được nửa năm, sau không hiểu vì lẽ gì lại bị đuổi, bơ vơ mất mấy ngày ở ngoài phố. Chuyện ấy đến tai cử, anh nảy ra ý định nhận đứa bé ấy làm con nuôi. Anh đón nó về ban chính trị chưa hôm qua, và sáng nay nhân ngày Chủ nhật anh đưa về chỗ vợ ở đội sản xuất số 6. Đồ đạc của nó vòn vẹn chỉ có một cái ba lô đã sờn hết mép, không hiểu ai đã cho nó, chăn màn không có. Ngay trước ba lô anh đeo trên vai đây cũng rất nhẹ, tuy các cạnh rất vuông vắn. Anh lại hỏi. Cháu có áo rét không? cháu chẳng thấy rét bao giờ bác ạ. À. có một cái áo chấn thủ nhưng cũng không mấy khi cháu mặc đến. rét điện biên không như ở dưới xuôi đâu. mặc phong phanh là dễ ốm lắm đấy. hai người đến bờ sông nậm rốn thì đã gần trưa. đứng bên này chiếc cầu bắc bằng những miếng sắt lát sân bay ngày trước. nhìn sang bên kia bờ, cứ ngạc nhiên vì mới có nửa tháng không qua đây mà khung cảnh đã như đổi mấy hẳn. Tre măng mọc vút lên, vượt hẳn những lớp lá lăn phăn của bụi tre già. Mò nàng ở các đốt tre ôm chặt lấy từng gióng, vàng nượm như bụng rắn, ở các đốt đã chìa ra những nhánh rất nhỏ, mấy chiếc lá non bám vào mỏng mảnh như những nét phẩy. Những cụm cỏ nghệ mới đây còn xanh tốt như rừng, bây giờ đã bắt đầu vàng sẹn, chùm hoa ở giữa gốc màu tím điều cũng héo hon, sắp hết mùa cỏ dại rồi. Bước qua cầu, cử đi sát cạnh đứa con nuôi, và bỗng nhiên anh thèm muốn được gọi nó là con, nhưng con bé vẫn coi anh như người xa lạ. Nó gọi anh bằng bác với cái vẻ tự nhiên, vốn đã là một cách xưng hô quen thuộc của nó đối với nhiều người. Anh mỉm cười gượng gạo, nói khẽ: "Ở đây hơi xa phố cháu đừng buồn nhé." Con bé lặng im một lát, mãi nó mới nói, giọng rất đanh như người lớn tuổi: "Cháu ở đâu cũng được bác ạ." À. Trò chuyện với một đứa con gái mới 14 tuổi trong một buổi tối và suốt dọc đường từ nông trường bộ về đến đây, cử luôn luôn ngạc nhiên vì những câu trả lời bất ngờ của nó anh vừa thương hại, vừa khó chịu vì nó đã khôn ngoan quá sớm, nó già hơn tuổi vì những lời lẽ đối đáp rất tinh khôn, và tính toán chi ly đến từng câu trả lời. Nhìn những mái nhà nổi lên thành một dải vàng nhạt trên những ngọn me dại, xoan và những cây chó đẻ, con bé khẽ kêu lên. Đến rồi hở bác, chóng quá nhỉ, cháu tưởng còn đi xa nữa. Tạ rẽ ra đồng thăm lúa một chút, chỉ vài hôm nữa ở đây vào gặt rồi. Bận lắm đấy trèo qua một cái giá tre có bậc thang dựng lên trên hàng dây thép gai ngăn châu bò là khu vực trồng lúa nương của nông trường. Những cây lúa cao ngợp đầu người, ngả ra che kín cả con đường mòn chạy ở giữa. Bông lúa đã sạm vàng, nhiều bông đã gục mặt, đôi bông mới uốn câu. Mép chấu hé mở để lộ ra những bao phấn mỏng mảnh nắng đã xe dần màu trắng. Ở những trẻ trên mép chấu đã ngậm lại còn lỏi ra một chút đầu bao phấn hoe hoe vàng nhạt. Trong gió hanh tiếng lúa cọ vào nhau nghe rất nặng vừa khô vừa sắc. Cử lách mình vào giữa rừng lúa, vừa đi vừa cúi xuống nâng những cây ngà gạt sang hai bên. Hai cánh mũi anh co giãn rất nhanh, một thứ hương vị nồng nhạt, thoảng thơm phẳng phất khắp mọi chỗ. Đi theo mái kế vách thành kết bằng những hạt lúa dày kín ấy, hai người chợt bước ra một khoảng đất trồng lạc rộng mênh mông. Lạc ba tháng đã ra hoa, hoa lạc ẩn dưới gốc vàng trói, chập chờn như những cánh bướm, màu lá lạc được mưa xanh mỡ, trông non và ngọt như cốm và khu nhà trống để máy kéo cũng đã kề sát ngay phía đầu bãi bên kia. Ngày Chủ nhật, bộ đội và anh chị em công nhân ra chơi phố và đi thăm các đội bạn gần hết. Ở mỗi nhà còn chừng 10 người đánh cờ tướng, tu lơ khơ, hoặc đẽo cán liềm, gắn lưỡi hái, chuẩn bị cho vụ gặt. Cử vừa đi ngang sau khu nhà trung đội y, có tiếng gọi giật lại. Anh cử về chơi đấy ư? Cử ngoảnh lại, quang tổ trưởng một tổ sản xuất đang nhìn anh cười trước mặt ngổn ngang đến chục cây giang và một bó lạt đã trẻ lâu lắm mới lại gặp nhau lấy gỗ xong hôm nào thế không đi chơi đâu à lại về đội được nửa tháng rồi anh ạ. À. cũng định ra phố một tí nhưng các cô tiểu thư lại nhờ trẻ hộ lạt mai vào gặt rồi cháu nào thế cử chưa kịp trả lời thì con bé đã nghiêng đầu nhìn quang cười rất tự nhiên cháu về đây để gặt giúp các chú mấy buổi quang cười to ra thế vậy chú xin sung phong cõng cháu ra ruộng nhé. Tối anh có dối tôi lại chơi. Thì về chơi chứ có về họp đâu mà không dối. Tối đến nhé, mình mới mua được gói trẻ hương. Chị lụa mấy hôm nay bị đau bụng nên nghỉ ở nhà. Chị ngồi một mình đang hí hoái bóc lạc, cử đứng sững ngay ở ngưỡng cửa nói to. Đến nhà rồi đây. Chị giật mình quay ra thấy chồng đang nghiêng mặt nhìn về phía sau. Ai đến chơi thế? Vừa lúc ấy một cái đầu nhỏ bé Tóc cúc ngắn ló vào. Chào bác ạ. À. Cừ đặt ba lô lên giường, giới thiệu. Đây là bác gái cháu, còn đây là cháu Tấm. Chị lụa ngắm một lượt đứa bé xa lạ mới đến. Còn ai mà nhớ nhỉ, cháu mới ở quê lên hôm nào đấy. Cử gõ gõ điếu thuốc lá xuống bàn, cười. con tôi chứ còn con ai, bố con tôi ngủ nhờ bà chủ đêm nay nhé. Tấm liếc nhìn cả hai người, rồi nó bưng miệng cười hai con mắt sáng lên rất danh mãnh. Bằng một cử chỉ rất nhanh, nó chạy lại đầu giường sách trước ba lô để lên một góc cái hòm gỗ, thành thạo như đã từng đến đây vài ba lần. Chị lụa vẫn còn đang theo dõi nó bằng con mắt giỏ xét thì nó đã cúi xuống gậm giường, hỏi. Nhà còn đôi quốc nào cho cháu mượn rửa chân với? Và không đợi người chủ nhà trả lời, nó đã lôi ra một đôi guốc mộc, quay dù từ góc một chân niễng. Đây rồi, quay này là bền lắm nhé ở trên kia có chú tích chữ đến hai đôi, cháu hỏi xin một đôi chú ấy nhất định không cho. Sao có người độc bụng đến thế? Mới phút đầu con bé đã ăn nói quá lém lỉnh, chị lụa đặt giá lạc lên bàn, nét mặt lạnh nhạt hẳn, hỏi chồng. Có ăn cơm nếp không để tôi lấy thêm gạo? Cử cởi áo mắc vào chiếc đinh đóng trên tường, anh thấy vợ không vồ vập, ân cần đối với con bé nên lựa lời giới thiệu thêm. Con bé thông minh, nhanh nhẹn lắm, tôi nhận nó làm con nuôi đấy quê nó ở hà đông bố mẹ chết cả đi ăn đi ở từ bé mình hiếm hoi con nó cũng vui anh định nói thêm thì tiếng tấm đã léo xéo ở đầu trái cháu là người nhà bác cừ đấy ạ à, chốc nữa mời chú sang chơi nó định bước vào trong nhà thì chị lụa gắt lên rất đột ngột lại tha đất vào đầy nhà bây giờ nó đứng sững ngay lại nét mặt đở ra nhưng rồi khẽ cúi đầu xuống đập đập đôi guốc vào thềm hè từ lúc ấy nó không nói một câu nào ngồi im lặng trên cái ghế dài kê sát tường lặng lẽ ngắm bà chủ nhà tính tình không lấy gì làm vui vẻ lắm trong khi tấm tính toán thầm với riêng nó thì cử cũng để ý xem xét thái độ của đứa bé khôn ngoan ấy đối với vợ mình ra sao càng nhìn anh càng ngạc nhiên vì cái khuôn mặt kỳ lạ của đứa con nuôi phía trán hóp lại gần như nhọn dưới cằm lại bành rộng ra theo hình vuông khiến nét mặt mất hết mọi vẻ thơ ngây cái miệng rộng hàm răng to và đều như hàm răng của người con gái dậy thì hai con mắt đắn đo dò xét lấp lánh một vẻ tinh khôn lanh lẹn đặc biệt đột nhiên chị lụa hỏi nó cháu năm nay mười mấy tuổi tính cả tuổi mụ là mười bốn cháu tuổi xỉu đấy tuổi xỉu là vất vả lắm cứ mỉm cười cháu còn bé mà đã tin ở tướng số rồi à bữa cơm chiều tấm tranh làm gần hết mọi việc mới đầu chị lụa cũng giữ kẽ với chồng không cho làm nhưng sau thấy nó cứ nằn nỉ quanh quẩn không chịu đi đâu hơn nữa cơn đau bụng lại bắt đầu âm ỉ nên chị dặn dò một chút rồi đi nằm mâm cơm dọn lên rất ngon lành rau xào đậu phụ rán lại thêm một đĩa rau thơm hành sống vào bàn ăn tấm cũng dành ngồi ngoài dưới cơm vừa ăn nó vừa hỏi chị lụa ở đây có vài muối dưa không có lọ to để ngâm giấm đu đủ không có biết cách làm đậu phụ nhự của miền nam không cử nghe nó hỏi cặn kẽ mọi việc như một người nội trợ đảm đang anh bật cười có làm được không mà hỏi lắm thế? Cháu vẫn làm mà lại. Vậy bác đề nghị bổ sung cháu vào tổ nuôi quân nhé. Nhưng lò bếp của các chú ấy đắp cao quá bác ạ. À. Trong bữa cơm chị Lụa đã nhìn tấm bằng con mắt dịu dàng hơn, con bé tuy ít tuổi nhưng làm ăn đâu vào đấy. Dù có phải nuôi mỗi tháng mất vài chục bạc nhưng khi ốm đau đã có người săn sóc, đỡ đần. Chỉ phải tội mặt mũi nó trông láu lình, xảo trá quá rồi chị cứ miên man suy tính thiệt hơn có lúc thấy nó cần thiết cho mình có lúc lại thấy nó là gánh nặng cho mình cho nên chị cũng không hẳn tỏ ra cởi mở dễ dãi nhưng cũng không đến nỗi lạnh nhạt cau có như lúc đầu còn tấm không phải chị hỏi một cách vô tư nó cũng nghĩ về nó về thái độ của hai người chủ nhà và tự bảo thầm mình ăn mấy vực cơm nhưng đã làm cho bà ấy cả buổi chiều mình không ăn xin nay mai bà ấy không thể kể ơn với mình được lên đèn được một lúc chị lụa đã đun sôi ấm nước thì quang cầm một cây mía bước vào mía tăng ra của tổ đây trồng được mấy bụi ăn phí ăn hoài gần hết cả còn được vài cây phần anh có ngọt không mía điện biên còn phải nói cháu có ăn mía không hay sợ sún răng chú làm cháu như là trẻ con không bằng aoi trà thì người nhớn được với ai cử liếc nhìn tấm ngồi thu lu ở một góc giường định nói nó bé nhưng có khi còn khôn hơn chú đấy, nhưng lại thôi. Chị Lụa đã đắp chăn đi nằm, cử lấy một lọ trà đưa ra trước đèn khoe với Quang. Cậu thử nhìn xem là nhãn hiệu gì. Quang nhìn chăm chú rồi cười ầm. Sao lại đựng trà vào lọ thuốc điều kinh của bà ấy? Đấy ông xem, vợ thì thuốc điều kinh, chồng thì trà hương hảo hạng, cái này đựng vào cái nọ, hết lọ nhớn đến lọ bé làm gì mà không tiêu ma cơ nghiệp. Quang nhìn đồng chí chủ nhiệm người anh và cũng là người bạn tâm phúc từ ngày anh vào bộ đội đến nay. 6, 7 năm rồi, con người ấy hầu như không thay đổi mấy. Vẫn hàm dâu quai nón không mấy khi được nhẵn nhụi, cái cười sảng khoái, rộng rãi, chan chứa thương yêu. Vẫn luôn nói thẳng thắn, không e nể một ai, không giấu giếm một cái gì. Vẫn cách sống ồn ào, sôi nổi, thích đùa cợt. Cử dốc một ít trà vào lòng bàn tay, khẽ nghiêng nghiêng mé tay soi vào ánh đèn, rồi hỏi Quang, Uống đặc được chứ, hôm nay nói chuyện lâu một tí, cần gì ngủ sớm. Anh còn nhớ hồi đi chiến dịch nấu nước trà bằng ống cát cút không? Ừ, ừ, thế mà lúc uống vẫn say xưa, thú vị nhỉ. Mình cứ nhớ một cái ống cát cút bọc giấy báo đút vào túi áo capote, đến chặng nghỉ múc ít nước suối, móc hai quai vào cành cây. Ông con rể đốt một bó đuốc hơ, chỉ năm phút nước đã sôi ủng ục, cho vào một rúm trà búc, cái thứ trà chiến lợi phẩm ấy mà thế là bố con, bạn bè quay lại suýt suýt, xoa xoa, đến hay. Nhân nói chuyện xưa lại nhớ đến thằng con rể, nó hy sinh ở mường khoa nhỉ. Thằng ấy còn sống thì không chừng cũng trở thành cán bộ kỹ thuật hạng cử. Uống đi không nguội, cháu tấm có uống được nước trà không? Không dám uống à? Cũng phải, trẻ chén nên nhường cho bọn già. Thế nào, kỳ về phép vừa rồi có được vui vẻ không? Kết quả tốt đẹp chứ, không khéo cậu lại vượt vợ chồng mình cũng nên căn bản là phải trẻ mới ăn thua chứ má đã răn gối đã mỏi thì thuốc rời cũng đừng hòng quang hớp một ngụm nước nét mặt hơi buồn buồn anh cũng rõ hoàn cảnh gia đình của tôi rồi đấy từ ngày con bé cháu mất nhà tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mấy năm nay lại mắc chứng đau bụng đi khám họ bảo bị viêm tử cung nhà nghèo bệnh trọng là thế thành thử một tháng nằm nhà đến hai chục buổi một mình đã vậy nhưng còn hai đứa em một đứa lên mười một lên bảy chúng nó là con ông chú ruột tôi cả bố lẫn mẹ đều hy sinh trong kháng chiến họ hàng chỉ còn mỗi vợ chồng tôi là gần dù rau cháo nhưng anh em đùm bọc lấy nhau vẫn hơn đi ăn đi ở cho người khác mỗi lần về trông thấy chúng nó tôi không sao cầm được nước mắt thằng nhớn đi học về rời quyển sách là đâm đầu vào bếp đun nấu thằng em thì đi tha thần khắp xóm mặt mũi lem luốc như thằng quỷ tội nghiệp chúng nó biết là anh chị nghèo nên ăn thế nào cũng được mặc thế nào cũng xong được cái cả hai anh em nó đều có sức nên ít đau ốm. Tôi nghiệm ra những đứa bé đã từng nếm mùi cơ cực, lớn lên đều có trí cả, quẳng vào chỗ nào cũng sống nổi. Không hiểu các cậu khác về phép có nhàn nhã không chứ tôi thì vất vả gấp 10 lần ở đơn vị. Vợ ốm, em thì bé, không xoay trần ra tranh thủ mấy chục điểm rồi đến mùa thì ăn gì. Kể ra nếu ngày ngày thắng bộ quần áo mới, đi đôi giày vải lấp ló hai cái cổ bít tất trắng, một bao hoàn kiếm hoặc bông lúa đút túi quần, la cả nhà này nhà khác thăm hỏi trò chuyện giảng giải chính sách thì trông ra vẻ anh bộ đội về phép hơn đằng này mới từ mở đất trên giường đã lăn xuống đất rồi chẳng kịp đánh răng rửa mặt gì ăn vội vài bát cơm nguội ngậm điếu thuốc lá là ra đồng ngay buổi đầu thì rỡ khoai buổi thứ hai thì tát nước từ buổi thứ ba trở đi là cày liệt vị vì đang dịp cày mùa lại nói cái tối tâm sự trước ngày lên đường vợ tôi cũng thuộc vào loại cứng rắn đàm đan nhưng có điều cô ta chỉ cứng rắn được khi vắng mặt chồng, còn tối hôm ấy thì cứ khóc sướt mướt như trẻ con. Cô ta kể lể ra nhiều nỗi lo lắng lắm, nào vợ chồng ăn ở với nhau đã 8 9 năm trời bây giờ một mụn con không có, nào là ốm đau luôn. Cảnh nhà lại túng thiếu, anh em kiến giả nhất phận, các em thì bé, gượng được thì khá, rồi ra không gượng được nữa sẽ biết nhờ cậy vào ai. Tôi lại phải kiên nhẫn gỡ ra từng mối một, nhưng cũng là giải quyết quanh thôi, động viên tinh thần là chính vợ vì thương chồng nên cũng dịu dần. Về nhà được 15 hôm tính ra những giờ được ngồi trò chuyện với vợ, với em chẳng được bao nhiêu. Suốt ngày phơi mặt ở ngoài đồng, tối họp hành xong về thì cũng đã khuya, đặt lưng nằm xuống là ngáy bằng sấm. Vợ nó thấy cái cảnh ấy chắc nó cũng chán. Nếu đem so với hoàn cảnh của cậu thì vợ chồng mình còn là dễ chịu hơn. Bây giờ định giải quyết ra sao? Mình có thể đóng góp được gì trong cái việc này không? Bây giờ đưa vợ và em lên đây thì cũng dở dàng vợ ốm hai em dại có miệng ăn mà không có tay làm phụ cấp của tôi thì cáng sao nổi còn có nên nhờ anh em nhờ tổ chức hay không thì tôi nghĩ chưa nên mới bị kế gai đã kêu ầm lên là sổ ruột người khác không cười thì tự mình cũng khinh mình là thằng nhát gan rồi ra đâu vào đấy cả ở thời buổi này không nên quá lo xa nếu tôi có nghĩ ngợi là chỉ lo cho hai đứa em thôi nhưng tôi đã dặn dù thế nào chăng nữa nhất định phải cho thằng lớn đi học và cả hai đều phải được ăn đủ mặc ấm thiếu thốn đâu tôi sẽ trợ cấp thêm. Câu chuyện về phép của Quang hấp dẫn con bé đặc biệt, mắt nó nhìn người nói không chớp và hình như nó cũng bị xúc động. Khi Quang nói xong nó khẽ thở dài, ngồi dựa vào vách liếp. Thế các em không phải làm gì để giúp thím à? Chúng nó còn bé thì đã cất nhắc được gì? Bé, cháu bằng tuổi chúng nó đã phải làm đủ mọi việc rồi đấy. Quả nhiên con bé là một tay làm ăn khá, không thua kém người lớn làm mấy. Khi đưa tấm về tổ thanh nữ, đồng chí đội trưởng đã căn dặn Quang, người phụ trách tổ đó, không nên để tấm làm việc nặng, có thể chỉ nên cho làm nửa ngày còn nửa ngày học văn hóa. Một tháng qua đi, khi phân công hàng ngày, chính Quang cũng đã quên rằng tấm mới 14 tuổi, bất cứ việc nào con bé cũng làm được thành thạo, gọn ghẽ. Nó cũng bắt trước các chị lớn tuổi, lấy một mảnh vải bịt tóc, quấn mùi xoa vào cổ tay lau mồ hôi. Sau giờ làm nó kỳ cọ tay chân rất tỉ mỉ, lấy kim băng nạy từng hạt đất nhét vào vết nẻ ở gót, chảy chuốt, ngắm nghĩa. Hầu như không có một chút mệt mỏi nào, không cần một sự cố gắng nào, bình thường, tự nhiên như vốn đã là một nếp sống từ ngày bé. Tấm dành một tình cảm rất đặc biệt đối với Quang, vì anh ấy là anh của hai đứa em mồ côi, anh ấy lại là người tốt nhất nó chưa bao giờ được gặp. Gia đình neo bấn mà vẫn nuôi nấng hai đứa em được đầy đủ, không bắt chúng nó phải làm lụng vất vả, không hành hạ, đánh mắng. Nó tin anh, thích được tâm sự với anh, và ao ước có được một người anh trai như thế một buổi đứng đạp máy tuốt lúa cùng với quang tấm chợt hỏi cháu làm như thế này đã được coi là công nhân chính thức chưa hả chú quang thầm nghĩ chắc con bé này muốn tỏ cho mọi người biết mình đã là người lớn rồi đây muốn thành nữ công nhân để đi lấy chồng chăng anh mỉm cười nào có ai bảo cháu là bé đâu nét mặt nó vẫn nghiêm trang nó ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp như thế thì cháu có được chính phủ cấp lương cho không? Quang đờ mặt ra không trả lời được, khi phân công anh coi nó như một người lớn. Nhưng lúc trò chuyện anh vẫn nghĩ nó còn là một đứa trẻ con, làm được chút nào hay chút ấy, còn ăn uống, may mặc đã có vợ chồng anh cử rồi. Cháu cần tiền tiêu vặt à, ăn uống đã có nơi rồi con gì? Không, cháu muốn tự kiếm lấy, cháu không thích ăn nhờ vào bác cử. Chắc lại có chuyện gì xích mích giữa chị Lụa và con bé đây. Anh gợi chuyện, Bác Lụa là người tốt lắm đấy, chú xem bác ấy cũng rất quý cháu. Nó lặng im nhưng rồi khẽ xì một tiếng nhỏ. Tốt, cháu chẳng tin ai tốt cả. Các cô ấy làm được tiền còn may sắm cái này cái nọ, cháu muốn mua thước vải cũng chẳng biết xin ai. Cháu không nên giữ kẽ thế, thiếu gì phải nói các bác ấy mới biết. Cháu nói riêng với chú nhé, chú đừng nói lại với ai đấy. Ở đây cháu thấy chỉ có chú là tốt thôi bác cử đưa cháu về cũng là muốn cháu hầu hạ vợ bác ấy. Nói là nhận làm con nuôi nhưng lại làm quá người ở. Cháu đi ở nhiều nơi rồi cháu biết. Bây giờ, cháu còn làm được thì nhận làm bố con, bác cháu. Nay mai cháu thử ốm xem là người ta sẽ tìm cách đuổi đi ngay đấy. Chú ơi, chú thử hỏi cấp trên xem như cháu thì có được hưởng tiền lương không? Nếu có tiền, cháu sẽ thổi cơm lấy, ăn uống thật tằn tiện, dành dụm được ít nhiều thì đỡ lo những ngày ốm đau. Vừa nghe tấm kể lể, Quang vừa nhìn hai cổ tay gầy guộc dám đen của nó xoay đi xoay lại lượm lúa, hai cái bả vai hơi co lên. Nhìn qua những kẽ ô thư của thứ vải mặc đã lâu ngày thấy lờ mờ những chấm trắng của da thịt, tự nhiên mắt anh cay xẻ, phía trong hai cánh mũi nóng gian sọc lên đến đỉnh óc. Anh định nói thêm một câu gì nhưng không thể nói được nên cứ cắn môi im lặng. Con bé vẫn nói miên man về những lo lắng của nó. Ví thử như cháu ốm thì có phải mua thuốc không hả chú, hay là được chú y tá phát Cháu sợ ốm lắm chú ạ, à. ốm vừa buồn, lại hay tủi thân, nhưng cháu chẳng khóc bao giờ. Mấy cô ở đây mới đau bụng một tí đã khóc ầm lên để bao nhiêu chú phải đến dỗ, rồi nào thuốc uống, nào thuốc tiêm. Như cháu ấy à, cháu cắn răng lại mà chịu, không phải là cháu không muốn khóc đâu, không muốn rên đâu, nhưng nếu rên khóc người ta sẽ cho là ốm nặng, sẽ đưa cháu đi nhà thương, ở đấy chết không ai biết, cháu cứ nghĩ như thế là lại chịu đựng được và rồi cháu vẫn không ốm một buổi sáng chủ nhật, hai chú cháu quang rủ nhau vào rừng đảo măng. Đằng đông mặt trời vẫn nằm trong cái túi mây, nền trời trắng nhạt như cái bong bóng lợn. Bỗng nhiên, giữa cái màu sáng xịt ấy xuất hiện một vệt nắng vàng ống chạy dài suốt các bản dọc chân núi phía tây, và những cái mái nhà hình thang sáng rực lên như tách khỏi nền đất đen sẫm, bay lơ lửng. Quang vừa đi vừa giảng giải những vẻ đẹp mà anh rất mê say ở thung lũng điện biên này, buổi sáng như thế nào, vào lúc trưa như thế nào tối đến khung cảnh lại biến đổi ra sao rồi anh hỏi tấm ở quê cháu có đẹp được bằng đây không nó ngập ngừng một tí cháu cũng chẳng biết nữa thế cháu lên đây có nhớ nhà không nhớ mấy cái bà mà cháu ở ấy à cháu ghét cay ghét đắng đi được là thoát toàn những người bóc lột họ là địa chủ à không không phải là địa chủ đâu chú ạ à. một bà làm bún một bà gói bánh trưng đem bán các chợ nhưng họ ác lắm. Cháu vẫn tức khi bà làm bánh kiếm được nhiều lãi thế, nhưng cho cháu ăn uống thật khổ, cơm một phần, sắn trộn vào đến bốn phần. Vậy mà cũng không được ăn no đâu, thức ăn toàn cả ủng, dừa khú, không sao ăn được. Tính nết bà ta lại quắt quéo, ăn cắp như danh. Có hôm bà ấy ra ruộng cà chua giả vờ đi ngoài, rồi vừa ngồi vừa vặt cà chua đùm vào váy. Một hôm cháu ốm bà ấy phải đi đưa bánh cho các hàng đặt. Đợi bà ta đi được một lúc, cháu lấy cặp tóc nậy khóa trước hòm gian mở ra xem. Chú có biết trong hòm bà ấy cất giấu những gì không? Một thúng gạo dự nhé, một niêu cá kho với thịt nhé, cà chua đi lấy cắp cũng còn rất nhiều xếp đầy một góc hòm. Thì ra bà ấy vẫn ăn giấu cháu, hễ cháu đi chợ là ở nhà bà ấy thổi cơm gạo dự ăn với thịt. Thảo nào lúc ăn với cháu bà ấy và nhỏ nhẹ, chỉ hai lưng sới đã đứng dậy. Cháu thì xanh rất, còn bà ấy thì béo đỏ. Hôm ấy cháu tức quá, đã định đổ hết niêu cá đi, hay bỏ đất trộn vào cho bỏ ghét. Sau lại sợ bà ấy biết sẽ đuổi cháu, nên cháu thôi. Bây giờ cháu chỉ ao ước làm được nhiều tiền, may mấy bộ quần áo thật đẹp như các cô ở đây, rồi cháu sẽ về quê chơi cho các bà ấy biết mặt. Nhất định là cháu không chết đói nhé, cháu lại làm được ra tiền. Lúc ấy rồi lại xun xoe, cháu cháu, thím thím ngay đấy, để xin sỏ, vay mượn mà. Đừng có hòng cháu cho vay, họ vay được là họ nuốt trôi ngay, mình bé cãi lại làm sao được bây giờ ở quê cháu chắc cũng vào hợp tác xã cả rồi. Đời sống các bà ấy khấm khá lên thì rồi tính nết cũng thay đổi, chứ không đến nỗi như cháu nghĩ đâu. Úi giời, tính họ ác thì đến chết cũng vẫn ác. Cháu hỏi chú nhé, nhà chú cũng nghèo tại sao chú vẫn nuôi được hai em cháu, chú vẫn cho các em được đi học. À, à. Anh định trả lời vì đó là hai đứa con của những cán bộ đã hy sinh trong kháng chiến, anh phải có trách nhiệm với chúng nó là vì anh là một quân nhân không thể giống một bà bán hàng rong, nhưng lại sợ sẽ làm nó tủi thân, nghĩ ngợi thêm. Quang vừa đi vừa chăm chú ngắm nghía những bụi tre rất dày, mò nàng rơi đầy ở gốc óng ánh màu trắng ngà. Tấm sách cái túi vài người xá đi tung tăng phía trước, chốc chốc lại ngoảnh lại hỏi. Bụi này có măng không chú? Đi sâu vào tí nữa, ở đây họ lấy hết cả rồi. Đến một bụi rất rậm, anh dừng lại cắm lưới thuồng xuống đất, bẻ những cành gai sang hai bên, nghiêng nghiêng ngó ngó một lúc rồi nói to. Đưa cái thuồng cho chú. Chú cho cháu xem chú lấy như thế nào. Cháu chẳng trông thấy gì cả. Những mầm măng nhú lên trên mặt đất màu xanh thấm sát những gốc tre mốc trắng, quàng lách lưới thuồng qua những thân tre, luồn vào đúng chỗ có mầm. Ướm ướm mấy cái rồi lao mạnh mũi thuồng xuống đất, chiếc măng khẽ nảy lên, rung rung một chút rồi lại đứng ngay ngắn, anh khẽ lắc lắc tay cán chiếc măng lùi dần vào phía trong rồi nằm dài dọc theo chiều lưỡi, và rất nhẹ nhàng anh rút thuồng ra qua những kẽ hở, cầm lấy kế măng đưa cho tấm. Đây, măng đây, nhưng phải bóc lượt vỏ ngoài ra, lấy kế nón trắng ở trong thôi, để chú bóc thử cháu xem. Anh rút lưỡi dao ngắn đeo ở sau lưng chặt phía đầu vỏ ngoài bọc kín nhọn như búp sen, rồi lại rạch một đường thẳng nữa, bóc lượt vỏ ngoài. Nón măng thật đẹp, những sợi lông xếp lại, mịn màng, nhóng nhánh trắng như bọc bằng sa tanh. Cái tấm không bỏ qua một cử chỉ nào của Quang, nó trầm trồ. Đẹp quá chú nhỉ, mà cũng dễ lấy thôi. Quang vừa luồn lưỡi thuồng đảo những chiếc măng khác, vừa giảng dài. Cháu có trông thấy những cái vai trâu bằng tre không? Không phải do mình uốn đâu nhé, tự nó uốn nó đấy thôi. Cháu xem, bụi tre dày thế kia, chen chúc nhau thế kia, mầm măng muốn lớn lên là phải lách theo những kẽ hở, cho nên sau này gốc nó mới bị cong queo, ao y vậy mà đi tìm vai châu phải mất hàng mấy buổi chưa chắc đã chọn được cái vừa ý. Dùng vai châu bằng tre thì bền hơn vai gỗ nhiều. Được mấy chiếc rồi. Thôi, sang bụi bên kia. Chiều nay hai chú cháu ta sẽ ngồi thái mỏng ra sâu dây phơi độ vải nắng là cầm như măng bán ở Hà Nội ngay. Con bé vẫn chăm chú theo dõi Quang, còn Quang thì vừa làm vừa kể những câu chuyện thuộc về những kỷ niệm đã qua. Ngày cháu lên trên này, cháu có để ý đến những rừng bương ở quãng giữa Mộc Châu với Yên Châu không? có lẽ có nhưng cháu không để ý. Đến hôm nọ vào bản cộng cháu mới được trông thấy cây bương đấy, ở quê cháu không có bương. Ở Yên Châu thì nhiều rừng bương lắm. Ngày mở chiến dịch Tây Bắc cuối năm 1952, đơn vị chú toàn chú quân ở rừng bương. Những cây bương to bằng cái cột kế ấy, cứ đắn một khúc băm ra làm rát vừa một người nằm, lập lán cũng lấy mo nang của nó, chứ làm gì có thì giờ đi cắt danh. Các chú đặt tên cho khu ấy là khu mo nang. Mùa đông có sương muối thì lá rụng hết, còn chơi lại những chùm quả lùng lẳng bằng cái nón một. Cháu đưa túi chú sách cho, được ngày đi chơi chú bộ đội lại bóc lột sức lao động. Tấm hơi nghiêng nghiêng đầu, một mảng tóc xòe ra che gần kín nửa mặt, chỉ thấy đuôi mắt nó sáng lên óng ánh. Chú Quang này, chú đi bộ đội từ bé à? Thôi, ta về đi, lấy thế đủ rồi. Đi thong thả chứ, vừa đi vừa nói chuyện cho vui. Chú đi bộ đội từ năm 18 tuổi, năm nay chú đã 27 có chắc sống được 27 năm nữa không nhỉ? Tuổi thì 18 nhưng chú chỉ nhìn hơn cháu một tí thôi, thế mà đã vợ con đàng hoàng rồi. Cũng tại các cụ cả, chú nhập ngũ được một tháng thì được đi chiến dịch Tây Bắc lần thứ nhất ngay. Ngày cháu mới lên đây cháu có nhớ đồng bằng không? Lại không à? Cháu thì chẳng nhớ đến ai, chẳng vương vấn một cái gì. Bây giờ tiếng là cháu lên Tây Bắc nhưng lại ở cái đất điện biên này thì có khác gì đồng bằng. Còn như ngày ấy sao chú nhớ dưới xuôi đến thế? 45 ngày toàn hành quân trong rừng, trời mưa tầm tã, chỗ nào hơi có ánh sáng dọi vào trong bụng đã mừng khấp khởi, chắc mầm sắp được giải phóng con mắt đây, sắp ra đến đồng bằng rồi đây. Chẳng ngờ lại quật vào những chỗ bóng tối còn dày đặc hơn, núi vây quanh còn cao hơn. Có đêm đồng chí đại đội trưởng đơn vị chú tuyên bố đêm nay chỉ đi 12 cây thôi, chú đã nghĩ ngay đến giấc ngủ ngon lành khi đến chỗ chú quân mới. Vì 12 cây, chưa ngay đến 20 cây nào đã mùi gì, cùng lắm chỉ một hai giờ đêm là đến nơi. Ai ngờ đêm ấy vẫn đi suốt cho đến sáng, chú vừa đi vừa tấm tức, bộ bảo giả, đã làm đến cấp chỉ huy mà còn nói dối chiến sĩ. Cháu có biết đêm ấy bộ đội đi được bao nhiêu đường đất không? Chắc nhiều lắm hả? Không đâu, chỉ đi được có sáu cây số thôi. Đường rừng mà, anh em thì họ biết cả, chỉ riêng chú vì là tân binh, lần đầu sống đất rừng núi nên mới nghĩ khờ khảo như vậy. Đã thế lại phải cái tội hay ngủ đang sức ngủ mà không được ngủ người nó cứ mụ mẫm đi, chân vẫn bước theo anh em, nhưng tâm trí đã mê man chẳng còn hay biết chuyện gì xảy ra chung quanh nữa. Chú tuy là tân binh nhưng đã láu, thế bộ đội dừng lại năm mười phút qua cầu, qua suối là chú tranh thủ ngủ ngay. Ngủ đứng thôi, nhưng tay vẫn đặt lên ba lô người đi trước, bên trên họ chuyển động là mình thức tỉnh ngay. Một đêm chú cũng làm theo cái mẹo ấy, và cứ yên chí ngủ, ngủ mãi, rồi do linh tính con nhà binh hay sao, tự nhiên mở mắt ra, Thấy tay mình hình như vẫn còn biếu lấy một vật gì, nắn lại kỹ. Ai ngờ lại hóa ra mấu cây ổi cạnh đường, ngơ ngác nhìn trước nhìn sau cũng chỉ còn lại một cây ổi với một chú. Còn anh em thì họ đã đi đâu từ lâu rồi. Ngày cháu ở cho nhà bà bún cháu cũng thèm ngủ lắm chú ạ, à. làm bún dùng đấy là tốn nước. Nhà có hai cái an rất to, mỗi an đổ bốn gánh nước chưa đầy. Cháu phải gánh từ tờ mở sáng cho đến quá trưa mới tạm đủ nước dùng, hai xương vai cứ tê đi đến chiều lại vắt bún đi đưa hàng tối về nấu cám lợn chẳng được nghỉ một phút nào gọi là có lắm tối ngồi băm dao cháu chặt cả vào ngón tay máu chảy lênh láng có buổi cháu đang nấu cám thế mà ngủ thiếp ngay lúc nào không biết rơm cháy lém cả ra ngoài đến lúc bà chủ đi qua lấy que cời nện vào giữa đỉnh đầu cháu cháu mới sức tỉnh nhưng đau quá không sao há mồm nói được đánh lúc đang ngủ là dễ chết lắm đấy chú ạ à. thế mà từ ngày cháu lên đây lại không thấy buồn ngủ nữa chưa cháu cũng chỉ thích đi chơi, bữa nào ngủ được một tiếng lúc dậy mắt cứ sưng húp như người khóc ấy. Nó kể cái câu chuyện không lấy gì làm vui ấy với vẻ mặt rất bình thản. Đối với nó những hành động tàn nhẫn của người khác không có gì là lạ lùng, họ vốn là như thế, còn nó. Nó sinh ra để mà chịu đựng và chỉ ước ao sao mau lớn lên, khỏe mạnh ra để chịu đựng được bền bỉ hơn. Ở đời này làm gì có được mấy người tốt, còn đời nó thì chắc là không thể sung sướng như người khác được không hiểu vào cái hôm nào đó thì tấm bắt đầu thấy yêu chúa ở của nó hồi nó mới về đây chỉ độc có mỗi cái ba lô đá bạc răn rúm còn ngoài ra không còn đồ đạc nào khác nó có thể đặt vào bất cứ cái giường trống nào hoặc ở nhà bác cử nó hoặc ở văn phòng của đội sản xuất hoặc ở tổ thanh nữ điều đó chẳng có quan hệ gì và cũng chẳng làm cho nó nghĩ ngợi gì đâu nằm được là nó có thể yên tâm rồi nhưng dần dần đồ đạc của nó cứ nhiều thêm ra trước tiên chú quang đẽo cho nó một đôi guốc bằng gỗ lồng mực đóng quai dù đôi guốc trắng mịn nét đẽo đều đặn cân đối thật đẹp chú khôi đội phó đổi cho nó một cái ba lỗ còn mới màu xanh biếc vải rất dày chú tý quản lý cho mượn một cái màn và một mền chăn rồi đến chú khang ở tổ mộc ghép mấy mảnh ván lại đóng cho một chiếc hòm nhỏ bảo nhắn nhụi có cả ổ khóa làm bằng vỏ đạn hẳn hoi lần đầu tiên trong đời nó có một cái đựng quá rộng và chắc chắn cách ít lâu bác lụa may cho nó một đôi quần láng đen trung quốc hai cái áo sơ mi trắng một chiếc khăn sợi quảng cổ các cô ở tổ thanh nữ cũng tặng nó những chiếc kẹp ba lá không gì vài cái vòng bằng hạt cườm tất cả những thứ ấy nó đều cất vào trong hòm và không quên bỏ vào mấy hạt băng phiến bây giờ thì chỗ nằm của nó đã đẹp mắt và giàu có rồi một cái chiếu dệt hoa cạp vải đầu giường chăn màn gối thơm tho sạch sẽ trên nắp hòm một lọ hoa bằng quả mìn nhảy quét lượt sơn xanh và vẽ chim hòa bình. Thế lúc nào dối nó lại sửa sang chỗ nằm cho đẹp mắt hơn, quét quấy khắp gian buồng cho sáng sủa hơn và mở nắp hòm lôi ra tất cả những đồ vật nhỏ bé nhưng thật đáng quý, xem xét, ngắm nghĩa. Và cái công việc trẻ con ấy đã gây cho nó sự thích thú rất mới lạ. Nó bắt đầu yêu chỗ ở của nó, yêu cái gian nhà nhỏ bé mà nó chiếm một khoảng giường cho nên buổi trưa hôm ấy khi nó đi gánh cát về thấy ngay trên giường mình để ngổn ngang một cái tay nải rất to bằng vải xanh một bọc chăn chẳng dây ngoài rất kỹ thì không thể không bực mình nó treo cái nón lên vách rồi nói to đồ đạc của ai mà để mất trật tự thế này nó ghé đầu vào gian buồng phía trong thấy một người đàn bà rất lạ mặt đang thì thào nói chuyện với bác gái nó nó chào lý nhí rồi quay vội ra chị lụa nói với người đàn bà kia cháu tấm đấy cháu nó ở với vợ chồng tôi được hơn hai tháng rồi, còn nó cũng vui cửa vui nhà. Người đàn bà kia nhìn theo tấm bằng đôi mắt buồn rầu, không nói gì cả. Người mới đến chơi là chị Lộc, vợ đồng chí Tề, trung đội trưởng ở tiểu đoàn 3, đơn vị cũ của cử. Cả hai vợ chồng đều là người thổ lạng sơn, lấy nhau từ năm khởi nghĩa, nhưng ăn ở với nhau thì chưa đầy vài tháng. Chị lên điện biên với chồng đã được nửa năm, nhưng nửa năm ấy chồng lại đi tuyển tân binh ở Hải Dương mất ba tháng, về đơn vị được vài hôm lại đi học văn hóa, rồi bị phù vì bệnh xưng thận phải về quân y viện ở Hà Nội điều trị. Cách đây vài hôm Hà Nội đánh điện lên báo tin bệnh tình anh ấy trở nên trầm trọng và mong vợ về thăm. Tiền riêng của hai người chỉ có hơn chục bạc, anh em trong đơn vị giúp thêm được hai chục nữa. Đi ô tô thì chậm, đi máy bay thì không đủ tiền. Trong lúc nguy ngập, bối rối chị tìm đến vợ chồng cư nhờ sự giúp đỡ suốt bữa cơm, tấm hết sức chú ý đến người khách buồn giàu này. Cô ấy cũng phải trên 30 tuổi, răng bịt vàng ba, bốn chiếc, mặc cái áo cánh màu xanh trứng sáo, quần vải thô ruộng bùn, một tay đeo chiếc vòng nhựa màu đỏ. Cô ấy chỉ ăn được có hơn bát đã buông đũa đứng dậy, mắt cứ hoe đỏ, mỏng mọng như sắp khóc. Gần tối thì cư đạp xe về, vừa trông thấy cử, chị Lộc đã nức nở. Anh ơi, nhà em nguy mất anh ạ. À. Hà Nội họ đánh điện lên, rồi chị móc túi lấy ra một mảnh giấy màu xanh đưa cho cử. Anh cầm lấy xem rất kỹ, rồi khẽ hỏi. Chú ấy về nằm Hà Nội được gần tháng chưa nhỉ? Mới có 18 ngày. Chính cử cũng ngờ rằng người bạn chiến đấu cũ của mình khó mà qua khỏi, nhưng biết làm thế nào. Chị ấy đang cần những lời khuyến khích, những câu nói tràn đầy hy vọng để lấy thêm sức chịu đựng cho những ngày tới. Anh làm ra vẻ vô tư. Họ đánh điện như vậy là thường chứ có phải trường hợp đặc biệt lắm đâu tôi cho là chú ấy muốn cô về phục vụ cho tiện đấy thôi không biết có phải thế không chắc anh ấy cũng biết đi về tốn kém như thế nào làm gì có tiền ai lại muốn cho vợ về phục vụ mà lại đánh điện bao giờ em khóc suốt mấy ngày hôm nay em chỉ lo bơ vơ một thân một mình đừng có nghĩ vớ vẩn vậy cô định bao giờ về dưới ấy nếu chỉ là về phục vụ cho anh ấy thôi thì em sẽ đi ô tô chậm vài hôm nhưng đỡ tốn cử vẫn đi đi lại lại anh nghĩ ngợi một cách đau đớn nhưng lại phải giấu dưới vẻ mặt bình thản. Đi máy bay ngày mai thì may ra kịp. Từ hôm nhận được điện đến hôm nay cũng đã ba bốn hôm rồi. Liệu vợ chồng có được nhìn nhau lần cuối không? Tể ơi, nếu cậu mất đi thì cô ấy sẽ sống ra sao đây? Còn cái không có. Em đi ô tô vậy anh nhé. Đi ô tô sóc lắm không được đâu. Thôi đi máy bay vậy. Ngày mai có chuyến đấy. Thấy chị ngần ngừ, cứ hiểu ngay thiếu tiền phải không? Cô không lo, tôi sẽ biếu cô một cái vé máy bay. Còn lượt lên thì hai vợ chồng đi ô tô cũng được rồi. Mặt người đàn bà tuyệt vọng kia sáng hẳn lên, không phải vì được một cái vé máy bay, mà vì chị nghĩ đến lượt lên của hai vợ chồng. Cứ miễn là nhà em còn sống làm may, và chị buộc nói một câu đầy tin tưởng, nhưng có khi cũng phải hơn nửa tháng nữa chúng em mới lên được. Khi chị đi ra ngoài rửa chân, cư gọi vợ vào gian trong khẽ hỏi, nhưng tấm vẫn nghe rất rõ, nhà còn tiền không còn cần lấy bao nhiêu đủ mua một cái vé máy bay sáu chục thế thì thiếu mất hai chục thôi được giật tạm chị vần đến tháng trả cũng chỉ vài hôm nữa là lĩnh lương rồi à nếu chị ấy còn tiền thì cứ giật thêm ba chục còn một chục để cô ấy ăn đường chốc nữa sang hỏi ngay đi thôi mai cô ấy đi sớm sáng mai có gì ăn chưa còn cá kho rồi chị lụa gọi tấm Tấm ơi, tối nay cô ấy ngủ với cháu nhé. Có chật không? Trời rét nằm hà tiện một tí càng ấm. Tấm mắc màn thì cứ đẩy cửa bước vào. Cô Lộc này, cứ yên trí mà ngủ đi. Tôi đã gọi điện ra sân bay nhờ xếp chỗ rồi. Sáng mai ăn cơm xong, thùng thỉnh lên là vừa. Một giờ máy bay mới cất cánh kia. Vâng, em xin cảm ơn anh. Suốt đêm ấy, hễ lúc nào tấm thức giấc nó cũng nghe thấy tiếng sụt sịt rất kín đáo của người đàn bà nằm cạnh. Riêng nó cũng thao thức, chằn chọc vì những ý nghĩ lạ lùng. Cuộc sống của nó tuy còn ngắn ngủi, nhưng nó đã được chứng kiến nhiều nỗi thương đau, chỉ duy tình thương yêu, sự chăm sóc thành thực của những người chung quanh đối với kẻ không may mắn là chưa từng được thấy. Nó thường nghĩ đến cách đối xử của những bà chủ mà nó ở, của những người trong cái làng nhỏ bé mà nó đã quen biết. Sao những người ở đây chẳng giống chút nào với những người nó đã từng gặp? bảy chục bạc đâu có phải ít. Chưa bao giờ nó dám ao ước được có một số tiền lớn như thế. Ừ, nếu nó có thật nó sẽ biết dùng làm gì nhỉ? Nó có thoáng nghĩ đến một số vốn riêng và những chuyện phòng xa. Ô hay, tại sao những tính toán vốn đã rất cụ thể, rất chi ly qua nhiều lần tưởng tượng của nó, đã thành một nếp nghĩ rất quen thuộc ở trong nó? Trong đêm nay lại hóa ra mờ nhạt đến thế, hầu như không còn gây được sự thích thú như những lần trước nữa. Vậy nó sẽ dùng làm gì nếu có số tiền ấy? hay là nó sẽ may mấy bộ quần áo thật đẹp. Thì cũng đến một cặp quần thâm, vài chiếc áo sơ mi trắng. Những thứ ấy bác Lụa nó đã may cả rồi, nó đã mặc rồi và như vậy cũng đã đủ. Rồi những băn khoăn của nó cứ lẫn lộn, vừa như thật vừa như giả, cho đến lúc nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau ăn cơm xong, chị Lụa cầm bảy chục đưa cho bạn dặn. Về Hà Nội tiêu rẻ giặt một chút, không thì tốn lắm đấy. Chị Lộc hai tay đỡ lấy tiền đầu ngón tay cứ run bắn em xin anh chị Cứ hơi cười nói một câu cốt để chị yên tâm thêm hai vợ chồng có lên thì nhớ lại qua đây nhé tôi có mấy việc muốn nhờ chú ấy nhưng qua một đêm suy nghĩ chị càng thấy hy vọng của mình rất mỏng manh chị chỉ còn ao ước được gặp mặt chồng lần cuối em cũng mong thế nhưng chắc chẳng được đâu anh ạ à. lần này em xin chào anh chị thôi về hà nội chôn cất cho nhà em xong em cũng về lạng sơn ngay không biết đến ngày nào lại được gặp anh chị. Cứ ngồi lặng đi, anh khẽ lắc lắc đầu rồi nói nhỏ. Cho vợ chồng tôi hỏi thăm chú ấy. Chị Lộc đứng dậy lấy đòn gánh sóc một đầu vào bọc chăn, và đầu kia tay nải, với lấy cái nón, nước mắt ròng ròng chảy xuống hai bên má. Em xin chào anh chị. Anh chị giúp đỡ em lúc này em chẳng bao giờ quên. Cháu tấm ở nhà nhé. Thấm thoát cái tấm đã ở với vợ chồng cử gần bốn tháng, những ngày đầu tiên chị lụa không mến con bé lắm nó đi làm suốt ngày tối đến lại học văn hóa hoặc dự các buổi sinh hoạt chung về mắc màn một lúc đã ngủ nó ít trò chuyện với chị và nhìn chị bằng con mắt né tránh nhưng dần dần cách sống của nó đối với chị cũng trở thành quen thuộc một ngày hai bữa nó đi lấy cơm về hai bác cháu cùng ăn với nhau nó muối dưa cả thái đu đủ ngâm dấm quét quấy nhà cửa ngày nghỉ lại giặt rũ chiếu chăn có khi cả quần áo của chị có hôm nó xin trên văn phòng được một chồng báo cũ, quấy hổ dán kín những chỗ vách lở, cắt những tranh ảnh ở các tờ họa báo trang trí ở đầu giường. Nhìn chỗ nào cũng thấy có dấu vết của nó, rồi dần dần một cái bóng nhỏ bé ra vào. Một mái tóc ngắn đen nhánh thấp thoáng đã trở thành hơi ấm của căn nhà, là hình ảnh không thể thiếu được trong sinh hoạt hàng ngày. Buổi nào nó đi làm về muộn phải chờ cơm, tối nào nó không về sớm, chủ nhật nào nó đi chơi cả ngày, chị bắt đầu thấy nhớ. Và khi bóng nó xuất hiện ở khung cửa, chị thấy trong lòng mình rộn rã hẳn lên, muốn bật ra một câu âu yếm, con đã về đây ư. Chị ao ước được là mẹ, nhưng chưa bao giờ chị là mẹ, bóng dáng nó đã đánh thức trong lòng chị tình mẫu tử. Chị vá quần áo cho nó, để phần cơm nó, mua cho nó một cái cặp tóc, một cái khăn len với sự cần thiết rất tự nhiên. Không gượng gạo, tính toán, và những lúc ấy trong lòng chị trở nên ấm áp, vui sướng lạ lùng cử thì ít có dịp được gần gũi đứa con nuôi, mỗi tuần anh chỉ về nhà được một hoặc hai lần. Nhưng mỗi lần về anh đều chú ý đến cách sống của con bé. Anh thích được nghe nó nói chuyện, xem xét rất tỉ mỉ quan hệ của nó đối với chung quanh. Ngoài tình bố con mà anh ấp ủ, anh còn thấy mình có trách nhiệm đối với một thế hệ đang lớn lên. Phải gây cho nó có lòng tin yêu, có cách sống thẳng thắn, cởi mở thì sau này nó mới trở nên một công dân tốt của cái xã hội hết sức mới mẻ. Anh là một cán bộ chính trị, lại là người từng trải nên anh rất am hiểu những nguyên nhân của mọi hành động tội lỗi mà anh đã từng phải giải quyết hầu hết những con người đáng thương ấy đã bị những thành kiến xấu xa của cái xã hội đang chết đi đục khoét từ ngày còn thơ ấu họ sống và hành động theo những thói quen tai hại mà tự họ đôi lúc cũng nhận thấy nhưng lại không có nghị lực cưỡng nổi mỗi lần gặp những trường hợp đau đớn như thế trong lòng anh lại sôi nổi một ý nghĩ phải chú ý đến trẻ con phải giáo dục và cải tạo chúng nó phải làm cho chúng nó được sống trong cái không khí hoàn toàn mới mẻ của thời đại xã hội chủ nghĩa. Đấy là phương pháp tích cực nhất có thể ngăn ngừa những tội lỗi sau này. Đấy là mối lo âu duy nhất hợp lý về hạnh phúc của con cái, giúp chúng nó thoát khỏi những tấn bi kịch thương tâm mà tự chúng sẽ gây ra. Hôm ấy anh về đến nhà vào khoảng 5 giờ chiều. Nhà đi vắng vì đang vụ gieo hạt. Khi anh mắc áo lên chiếc đinh đóng ở đầu giường tấm, chợt thấy một cái làn mây nhỏ đan rất cầu kỳ chung quanh lại dán những bông hoa cắt bằng giấy xanh đỏ. Anh mở nắp làn dơ ra ngoài ánh sáng thấy ở trong có hai cái kén vàng và một cái kén trắng gài vào búi dơm nếp. Cái trò trẻ con này chắc chỉ là của tấm. Bỗng dưng trong lòng anh lóe lên một niềm vui sướng lớn lao. Dẫu sao nó vẫn còn là một đứa bé, và cái phần trong trắng, thơ ngây ở trong nó chưa phải đã mất hẳn. Ăn xong bữa cơm chiều, cử pha một bình trà đặc, lấy ra một cái bánh nướng, và ít kẹo để trên bàn. Và khi gian buồn nhỏ bé lên đèn anh càng thấy nỗi vui sướng ngấm ngầm trong lòng mình lớn lên mãi. Cái ước ao thầm kín đã từ lâu trong anh là có một đứa con, hạnh phúc tuy bé nhỏ, nhưng lại gần như hoang đường. Khi nói chuyện với vợ, anh có thói quen tránh những chuyện gì dính líu đến hạnh phúc của hai người. Nhưng những cặp vợ chồng đã lấy nhau gần hai chục năm nay mà không nói với nhau về chuyện con cái thì cũng chẳng có gì để nói với nhau nhiều. Những buổi tối bên ngoài gió rét, một ngọn đèn để giữa, vợ ngồi khâu vá, và anh vừa xem sách vừa suy nghĩ mung lung. Đúng cái lúc ấy, lúc hai người im lặng theo đuổi công việc và ý nghĩ của mình, anh thường bắt gặp đôi mắt buồn rầu của vợ. Đôi mắt ảo não như người có lỗi, và chính anh, anh cũng phải cố kìm mình lại để khỏi buột ra kết câu, nếu chúng ta có một đứa con. Tuy anh không dám nói, và vợ anh cũng không nói, nhưng cả hai lại như đều than thở với nhau rất nhiều. Từ ngày tấm về ở với vợ chồng anh, thêm sự có mặt của nó ở gian buồng này. Mỗi lần anh về cung thêm những câu chuyện mới. Xen vào những giọng nói trầm lặng, quen thuộc, nổi bật lên giọng nói thanh thanh, díu dít, tiếng nói của đứa trẻ. Cho nên mặc dầu nó vẫn sống rụt rè, giữ gìn, nó vẫn gọi vợ chồng anh là bác trai, bác gái, nhưng anh vẫn thấy sung sướng mỗi lần nghĩ tới nó, và càng ngày càng thấy gắn bó với đứa con nuôi. Qua mỗi lần về, anh lại thấy mắt con bé nhìn anh như thắm thiết hơn, quyến luyến hơn. Và tiếng reo của nó bác đã về cũng hồn nhiên hơn, thành thật hơn. Hình như nó đã bắt đầu yêu anh, tin anh, và hai tháng gần đây sự thay đổi ở nó càng rõ rệt. Nó nói nhiều hơn trước, kể cho anh nghe các thứ chuyện, toàn những chuyện vớ vẩn, những chuyện của trẻ con. Tối nay sau khi tấm kể lại rất nhiều chuyện bỗng nhiên nó hỏi cử. Bác có thích ăn bún không? Kia con bé này, cháu làm như bác là người ăn uống khó khăn lắm đấy hử. Nhưng bún ở trên này họ làm xấu lắm, sợi vừa to, vừa cứng lại đen xi. Để hôm nào cháu làm thì phải biết. Hồi ở nhà cháu vẫn làm bún mà. Thế bác đã được tắm nước vắt bún bao giờ chưa? Nó hơi chua chua, thơm thơm, rất bở ghét bác nhá. Thế rồi nó tính toán ở đây nhà nào có nồi to có thể mượn ngâm gạo được. Nếu không có nồi thì ngâm vào chậu vậy, nhưng lại không có cối xay bột. Chẳng nhẽ lại vốc từng nắm gạo cho vào cái mũ nhựa giá thì lách cách quá có công giá bột thả làm bánh trôi ăn lại thích trên này đường bánh có rất nhiều nếu hai bác nó không thích bánh trôi thì nó quấy bánh đúc bánh đúc chan riêu cua thì còn phải nói nhưng bây giờ lại chưa phải là mùa có cua và cuối cùng nó bắt sang chuyện khác bác ơi tháng này cháu được lĩnh lương rồi đấy có bác gái cháu biết cháu làm có kém các cô ấy đâu các cô ấy còn đau bụng nhức đầu nghỉ luôn chứ cháu thì chỉ nghỉ có mỗi buổi hôm ấy cháu bị dây thép gai đâm vào chân sâu đến đốt ngón tay chảy bao nhiêu là máu. Cháu cứ lo nó sưng tế lên rồi thì khỏe. Thế mà chỉ đến chiều cháu lại đi làm được, da cháu lành lắm kia. Lương cháu thì được mấy chục. Chú tí bảo cháu là được ba mươi đồng. Ờ, ừ, bác mừng cho cháu. Cháu đã định dùng số lương tháng làm gì chưa? Những tia vui sướng trong mắt con bé bỗng tắt phụt ngay, cái nhìn trở lại dò xét, nghi hoặc. Nó ngắc ngứ một chút rồi đáp. Cháu sẽ đưa cả hai bác cử nhìn vợ, mỉm cười. Cháu không để tiêu riêng à? Nó nói một cách tiếc rẻ. Cháu cũng chả cần tiêu đến cái gì. Các bác không lấy tiền của cháu đâu, mua sắm cái gì đã có bác cho, số tiền ấy cứ dành lại mà làm vốn. Cháu bằng lòng không, nhưng bây giờ bác muốn nói với cháu một câu chuyện. Nó thu người lại, vẻ mặt lo lắng. Chuyện gì thế, bác ấy không muốn mình ở đây nữa ư? Cháu làm được ra tiền là rất đáng khen cháu hãy còn ít tuổi mà đã có thể sống tự lập được, không cần ăn bám vào ai. Nhưng theo bác thì bác không muốn cháu đi làm, vì ăn mặc của cháu đã có hai bác lo, lớn lên cháu cần gì thì tùy theo khả năng của bác, bác sẽ chu cấp đầy đủ. Bác chỉ muốn cháu được đi học, bây giờ cháu không học thì rồi lớn lên cháu vẫn phải học. Thả rằng học bây giờ có phải chữ nó dễ vào đầu hơn không? Cháu đã nghe ra chưa? Năm nay cháu mới 14 tuổi, bác sẽ cho cháu học đến năm 20 nếu cháu còn có sức học nữa thì cứ học cho đến năm 25, 26 rồi ra phục vụ xã hội cũng vẫn vừa. Sau này các bác không cung cấp được đủ cho cháu thì đã có chính phủ cung cấp. Cứ lo mà học cho tấn tới, còn ăn đã có người khác lo, có xã hội lo. Thế nào, ý cháu ra sao? Thấy con bé cứ cúi gằm mặt xuống, cử biết ngay nó đang xúc động, anh nói rất nhẹ nhàng. Thế thì chiều mai bác cháu ta lại lên đường về nông trường bộ nhé trường ở ngoài châu đến thứ hai thì mở giấy bút bác đã sắm cho cháu đủ cả rồi chị lụa đã hơi ngân ngấn nước mắt vì không ngăn nổi sự nhớ thương của mình đối với đứa con nuôi nó ở với chị thấm thoát đã được gần bốn tháng nó đã đem lại cho cuộc sống cô quạnh của chị những niềm vui chưa từng có bây giờ nó lại đi và một mình chị ở lại cái gian buồng nhỏ bé này cái gian buồng mà bất cứ chỗ nào cũng thấy dấu vết của con bé để lại chiều hôm sau trên con đường kết rộng nằm giữa thung lũng điện biên, cừ đạp xe rất thong thả đi trước, sau yên xe buộc chiếc ba lô của tấm và một cái mền bông. Tấm đi sau cùng với chú Quang nó. Nó mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ bẻ tròn, một bên mái tóc là chiếc cặp có giáp những miếng đá xanh, đỏ, tay cầm cái làn mây rán giấy hoa. Đêm nay chú ngủ lại trên ấy chứ. Chú ở chơi với cháu một lúc rồi chú về ngay. Đêm mới về đến nhà. Chân chú có ngắn như chân cháu đâu. Cháu với chú bước khi nào? Rồi nó bước dài chân ra, sau nó bước ngắn lại nhưng đi rất nhanh gần như chạy, và nó đã thấy thích thú ngay cái trò chơi mới mẹ vừa nghĩ ra. Quang chạy vượt lên một quãng rồi dừng lại, cười. Đi chậm thôi cháu ạ, à, có chuyện gì kể cho vui đi. Những bụi ké đồng tiền ở dọc đường đã rụng hết lá, chỉ còn để lại trên nhành cây mảnh rẻ những nụ hoa vàng nhỏ như cúc áo. Một cây vông văng mọc sen vào giữa bụi tre dại, hoa nở ra mướt vàng nhị đỏ màu mận chín. Bảy sẻ bay từng đàn vụt qua đầu hai người rồi đậu trên những ngọn xoan thẳng tắp và kêu ríu rít trong đám lá xoan non đỏ ửng vì dáng chiều. Xa xa những cánh cỏ trắng loá cánh cong như vòng cung bay dập dờn lướt trên màu tím thấm của dãy núi. Khung cảnh lặng lẽ và thơ mộng. Và lần đầu tiên, bộ mặt mỹ miều đầy sức quyến rũ của thiên nhiên đã rung động được tâm hồn con bé tấm. Nó quay lại nhìn Quang bằng đôi mắt đen nhanh nhánh. Chú Quang ơi! Ở điện biên đẹp quá chú nhỉ